Được chưa nhỉ? Rồi ok, nó bắt đầu quay rồi đấy. Thì đầu tiên chúng ta vào, những cái bạn nào mới, chúng ta sẽ vào trong cái trang GitHub của mình là github.com/th/free-php-apr-2017. Đây là cái thư mục chứa cái source code hôm trước của mình. Thì các bạn nào không có, các bạn có thể vào cái clone or download này, các bạn tải cái file zip về. Tải về. Đó, nó rất là nhanh, nó có 238 kilobit thôi. Sau đó các bạn check lại xem máy của mình đã có Composer chưa nhá. Check lại bằng cách là các bạn mở terminal hoặc là command line lên, là cái chính là cái CMD ở Windows. Sau đó các bạn gọi là Composer thì nó sẽ ra cái giao diện như này. Ví dụ như kiểu là version của mình là version 1.4 thì nó sẽ ra cái giao diện như này, thì tức là các bạn đã cài Composer thành công trên máy của mình. Cái này để nó quản lý các cái thư viện, các cái thư viện của PHP mà chúng ta có thể là lưu trữ lại và truyền sang cái máy khác. Như vừa rồi mình có nói là ở trên GitHub của mình là mình không hề đưa cái thư viện nào lên, đúng không? Hả? Gõ Composer, gõ Composer Enter xuống, được chưa? Đó, sau đó là nó ra cái giao diện như này là các bạn đã được rồi. Còn nếu mà bạn nào gõ mà nó không ra thì chúng ta vào trong phần get composer.org sược download thì nó sẽ, các bạn ở bên Win nó sẽ có một cái, ở cái đoạn này này nó sẽ có cái file là setup ege, các bạn tải nó về và cài vào máy. Nhớ có một cái đường dẫn đến file php, các bạn dẫn vào trong cái file sam của mình, vào sam sược php, sược php.ege, chọn vào đấy, sau đó chúng ta cứ nick là xong, được chưa? Đấy là cái cách cài. Xong rồi các bạn mở một cái command line mới, cài xong lại phải mở một command line mới, sau đó chúng ta lại gõ composer nó sẽ được chưa? Như ở đây mình tải cái, tiếp tục quay lại cái bài của mình này, thì mình đã tải xong cái file project của mình về rồi, thì nó là đâu rồi? Đây rồi, th3h free class master, mình copy. Không, đã với Laravel mà chạy trên máy của mình á, quá thích đặt đâu rồi. Thế nó có một cái hay là PHP Artisan của Laravel. Đấy, nó rất là hay, chúng ta thích đặt đâu rồi. Rồi, mình copy cái này, mình để ra ngoài desktop chẳng hạn, mình pệt nó ra. Sau đó mình sẽ tiến hành giải nén. Các bạn thích giữ cái tên cũ cũng được, hoặc là các bạn có thể đổi sang cái tên khác, ví dụ như kiểu là blog, ví dụ như này. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành mở cái project đấy ra bằng thằng Sublimtech. Thì các bạn dễ lắm, cầm cái này thảo đấy, thảo vào đây. Đây là tất cả các thư mục này. Bên cạnh đấy các bạn chú ý cho mình cái file composer.json. Cái file này nó là cái file quy định về các cái thư viện cũng như là các cái chuẩn ở trong project của chúng ta, của Laravel. Không, của nó có sẵn, của Laravel nó tự sinh ra cho mình, không động chạm vào đây làm gì cả. Mấy nữa mình mới động chạm. Nhìn chưa? Đây là mặc định nhá. Cái này là cái mặc định của nó này. À, cái này thì các bạn sử dụng Material Theme. Cái plugin, cái package của nó. Để mình kiếm cái bút, mình đã viết lại tên cho các bạn có thể lưu lại. Ừ, đây nó là cái này này. Install package này. Material theme thì các bạn xem, nó sẽ có rất là nhiều những cái, ví dụ như kiểu là đổi icon này, rồi thì màu mè các thứ các kiểu. Thì đây là một cái bên cạnh ngoài lề thôi, các bạn không cần quan tâm đến này nhiều quá. Rồi tí nữa cứ bình tĩnh. Rồi sau khi tải về này, các bạn có cái file composer gì sẵn. Thì ở bên Windows á, chúng ta mở cái thư mục đấy ra, mở thư mục blog ra, chúng ta giữ shift chuột phải, sau đó chọn là open command window here. Nó sẽ có cái đoạn, các bạn mở bất kỳ cái thư mục nó ra nó cũng thế, thử đi, kể cả bạn shift chuột phải ngoài desktop. Ở đấy giữ shift chuột phải, thấy không? Đó, thì cái con trỏ á, con trỏ của cái command line nó trỏ đúng vào cái thư mục của chúng ta luôn, chúng ta không phải cd loạn hết cả lên, nó đỡ mệt. Đó, thì ở đây của mình thì nó mệt hơn tí,
đó là chúng ta ví dụ trên trên Mac chẳng hạn thì nó sẽ phải là CD, xong rồi cầm cái này thả vào đây thì nó cũng chọn, con trỏ nó cũng chọn vào đây, mình cứ cho nó to ra một chút. Rồi đây này đủ nhìn thế nhỉ. Rồi sau đó chúng ta gõ này composer cách install đó. Nó chạy rất là nhanh, nó sinh ra những cái file kia cho chúng ta. Ở nó chạy để gọi mình nhắn. Rồi bạn cứ tốt nhất là bạn mấy giấy bút bạn ghi vào các cái bước, không thì bạn về bạn theo dõi cái group ở trên Facebook thì mình sẽ up cái video này lên nhá. Sau đó xong rồi này, sau đó bây giờ nó chúng ta chạy command line xong thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái phần tiếp theo, đấy là cái config làm sao để cho cái project của mình kết nối được cơ sở dữ liệu, đúng không? Thì chúng ta có cái file là nv sample example của nó này. Như các bạn nếu mà cài mới từ đầu nó sẽ có một cái file .nv luôn, nhưng mà của mình up lên sực control tức là cái GitHub cho nên nó sẽ không có, nó sẽ không đẩy cái file nv lên mà nó sẽ lưu cái file nv .example. Thì ở đây mình sẽ sửa cái file này, mình rename, chuyển nó thành nv. Cái file config này là cái file rất là quan trọng của thằng Laravel. Không, bạn đã có rồi thì bạn không phải sửa nữa, bởi vì hôm trước bạn cũng có đi đúng không? Thế làm sao bạn biết cái đấy? Thế à, của mình nó không có. Thế luôn, sao của mình nó không có ta? Bọn này phản chủ. Rồi ok, thì chúng ta chủ yếu tập trung đến cái này này, cái DB connection này. Cái này nó sẽ giúp cái project của chúng ta kết nối đến cơ sở dữ liệu để giúp nó lưu trữ và tương tác với cơ sở dữ liệu. Và cái cơ sở dữ liệu đấy nó mới là cái thứ giúp cái website của chúng ta nó trở thành web động, thay đổi hàng ngày, thêm sửa xóa nội dung theo người dùng. Được chưa? Đó, thì ở đây chúng ta có cái MySQL, DB connection là MySQL này, DB host này, port này, database, homestead, thì chúng ta đổi tên này thành cái này thành cái blog đi. Mình thích thì mình đặt một blog. Sau đó chúng ta sẽ có cái database username thì của mình là root. Các bạn dùng SAM nó cũng vậy thôi. Là root. SAM của chúng ta thì DB password là trống, là không có gì, các bạn xóa trắng nó đi. Còn ở trên máy mình setup cho nó là password 123456. Set xuống. Được chưa? Sau đó để kiểm tra lại một lần nữa chúng ta vào cái phần config, cái thư mục config. Chúng ta vào cái file database này. Nó kiểm tra lại cái phần ở dưới này. Đây, phần ở dưới này. MySQL driver các thứ các kiểu đây, ở đây. Log này, root này. Nếu mà cái NV của chúng ta các bạn không thích dùng NV thì trong cái config này nó cũng là cái config thực sự mới là cái chỗ để kết nối project với cơ sở dữ liệu nhá. Thì ở đây tôi đang viết thẳng cái giá trị vào trong này. Được chưa? Các bạn hoàn toàn có thể làm cái việc này, các bạn không cần quan tâm đến file NV nữa. Được chưa? Thì ở đây tôi dùng cái cách thứ hai. Hoặc thậm chí bây giờ tôi comment cái thằng này vào, tôi uncomment cái này đi. Đó. Password của tôi là hoặc là từ 123456. Kệ nó thôi. Cái hàm NV, đây là cách gọi hàm trong PHP nhá. Thì trong các ngôn ngữ lập trình khác cũng đúng, cũng vậy đúng không? Thì các bạn chỉ cần gõ tên hàm đóng mở ngoặc các cái tham số. Đúng không nhỉ? Thì ở đây cũng vậy, cái hàm NV này nó sẽ kiểm tra trong cái file NV, kiểm tra trong cái file .nv của chúng ta này. Xem có cái key này không? Cái này gọi là cái key. Check nhá. NV. Đây, cái DB host. Đúng không? Thì nếu mà có key, cái file này nó có tác dụng là nếu mà tồn tại cái key này thì lấy giá trị ở đằng sau cái dấu bằng của key đấy. Được chưa? Còn nếu không có thì lấy cái giá trị mà viết ở cái tham số thứ hai này. Được chưa nhỉ? Đó là cái tác dụng của file NV. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở cái cơ sở dữ liệu ra, thêm một cơ sở dữ liệu mới vào đây. New database. Block đúng không nhỉ? Character là UTF-8
và UTF-8 General CI, mình đang để General CI, Unicode CI nhé, General CI. Sau đó chúng ta OK. Chúng ta sẽ có một cái database trống, nó chả có cái gì ở đây. Được chưa? Bây giờ mới đến cái phần hôm trước chúng ta làm là sử dụng cái migration. Bây giờ các bạn sẽ thấy nó rất hay. Hôm trước tôi đã link làm xong rồi, nhưng mà hôm nay tôi cài lại MySQL, cơ sở dữ liệu của tôi bị mất đi, đúng không? Thì tôi lại sử dụng cái phần migration để tạo ra database. Thì chúng ta có phần database migration. Hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn tạo ra một các cái bảng của chúng ta ở đây rồi. User table, password, role, category, post, đúng không? Đây là các cái bảng chúng ta sẽ cần dùng ở trong cái project này. Trong cái project này nhá. Thì bây giờ chúng ta rất dễ thôi, đã trỏ vào trong cái project rồi, chúng ta tiến hành là PHP artisan migrate. Xong, chạy rất là nhanh. Bây giờ chúng ta mở cái DB ra, chúng ta refresh, có các cái bảng luôn. Nhưng mà các bảng của chúng ta, các bảng sẽ là các bảng trống, chưa có gì cả. Thì bây giờ chúng ta lại sử dụng một thằng như hôm trước chúng ta đã dùng, đấy là DB suite. Thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra code đã, làm với cơ sở dữ liệu. Các bạn nhớ cho mình hai điều. Điều thứ nhất, làm với cơ sở dữ liệu thì chúng ta phải có cái khái niệm trong, luôn luôn có khái niệm trong đầu là khái niệm là backup. Backup dữ liệu tức là sao? Rất dễ thôi. Các bạn tiến hành chuột phải vào đây, các bạn dump SQL file data structure, hoặc là các bạn sử dụng cái export ở trong cái ppmyadmin, hay tất cả các tool quản lý cơ sở dữ liệu đều có cái cách để cho chúng ta xuất ra một file SQL. Được chưa? Đấy là khái niệm backup dữ liệu. Được chưa? Đấy là cái thứ rất là quan trọng, bởi vì cái dữ liệu ấy nếu mà nhỡ tay làm mất, chúng ta thậm chí là không lấy lại đâu. Được chưa? Đấy, backup. Thì và cái thứ hai là kiểm tra code xem là nó chạy có theo đúng ý mình không. Thì hôm trước chúng ta đã làm rồi, thì ở đây mình đang có là có role table seeder và user table seeder. Mình bỏ comment cái này đi, mình muốn chạy cả hai cái này, đúng không? Thì ở đây chúng ta hôm trước làm với user table seeder, tạo ra hai người dùng, và role table seeder tạo ra mấy cái role, mấy cái quyền ở trong cái hệ thống của mình. Được chưa? Thì ở đây mình sẽ cần phải chạy làm, nếu như thế này thì mình sẽ phải cần phải chạy cả hai cái, bởi vì cơ sở dữ liệu mình chưa có cái gì cả.
thì chúng ta sẽ chạy cả hai cái, chúng ta chỉ đơn giản là this cone đến hai cả hai cái kia. Nhưng mà cone cái này này thì các bạn nhớ cái tên này này, nó không phải là tên file đâu nhá. Nó không phải là tên file đâu, mà nó là cái tên của class này. Thấy không? Nó chính là cái tên của class, các bạn copy cái tên class này. Các bạn tương vào trong này. Paste vào đây. Paste vào đây. Ủa? Gì vậy? Các bạn paste vào đây. Được chưa? 2.2.class. Extend nào? Cái nào? Đây hả? Nó kế thừa. Cái seeder này hả? Cái seeder này là của Laravel. Của Laravel. Đây là các thư viện của nó. Nếu bạn muốn muốn tìm hiểu sâu hơn, các bạn có thể vào thẳng trong cái project của nó, à, vào thẳng trong cái thư viện của nó các bạn đọc. Đây là đường dẫn đến này. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là PHP artisan db 2.seed xong, role table và user table seeder. Sau đó chúng ta lại mở cơ sở dữ liệu ra, mở bảng role ra. Kiểm tra có rồi đúng không? Nãy là đã có cái gì đâu? Bây giờ bảng user hiện tại là chưa có, chúng ta refresh lại. Có dữ liệu luôn. Được chưa nhỉ? Đấy là cách, đấy là mình nhắc lại cái bài hôm trước cho những cái bạn mới. Thì tiếp theo đến cái bài ngày hôm nay. Đến bài ngày hôm nay thì chúng ta đã có dữ liệu rồi. Thì bây giờ đến cái phần là chúng ta sẽ làm là đăng nhập. Đăng nhập. Đăng ký thì dễ lắm, đăng ký thì cực kỳ dễ. Nhưng mà đăng nhập thì chúng ta cần phải tìm hiểu thêm. Chống cái gì? Tạo DB à? Chúng ta làm cho ngành này thì bắt buộc phải biết tiếng Anh. Không nói được thì phải đọc được, viết được. Không đọc được tiếng Anh các bạn vứt đi hết. Đấy là cái điều kiện cần để chúng ta có thể có thêm nhiều kỹ năng ở trong cái ngành của chúng ta. Chứ bây giờ thế giới nó ra một công nghệ mới, có tiếng Việt không? Đấy, phải vài năm sau. Thì thậm chí là cái Laravel này, nó ra đời vào từ năm 2013, 2012, cuối năm 2012, đầu năm 2013. Cho đến năm nay là năm ngoái, năm 2016 mới có những cái bản dịch sang tiếng Việt đầu tiên của tài liệu của Laravel. Là 3-4 năm gì đấy, chúng ta phải học được tiếng Anh. Được chưa? Rồi. Tranh thủ quảng cáo tí, T3H cũng có một trung tâm tiếng Anh, ER, English Garden. Các bạn có thể tham gia khóa học ở đấy để luyện tiếng Anh cho chúng ta. Mình cũng chả biết giá thành là bao nhiêu, nhưng mà thấy cũng rất là nhiều các cô các bác là đi làm rồi, bây giờ cũng quay lại đấy để học tiếng Anh, rất là hay. Mình thì không, tiếng Anh là nó họ sẽ cung cấp cho mình một cái nền tảng để mình có thể tiếp thu những cái đọc viết này, rồi thì giao tiếp thì mình sẽ nó sẽ rất là có lợi cho mình. Sau đấy những cái tiếng Anh chuyên ngành mình đã có cái cơ bản thì mình học xong rất là nhanh. Thực ra cái tiếng Anh chuyên ngành trong cái ngành công nghệ thông tin của chúng ta nó chỉ rơi vào tầm khoảng 200 từ, không nhiều. Cái này trong Laravel có sẵn không? Không phải cài gì cả. Không phải cài gì cả. Cứ composer install xong là nó có thôi. Chứ chả phải cài gì cả. Được chưa? Bạn sang bạn giúp hai bạn kia cài cái composer của mình đấy. Ừ, đấy. Nó dùng Windows rồi mà.
Thì ở phần authentication đấy là là đăng nhập đăng ký ấy, thì trong Laravel nó có tài liệu nhé, nó có tài liệu rất là đầy đủ. Thì chúng ta vào laravel.com, xong vào phần document, các bạn vào đi. Sau đó các bạn search chữ authentication. Đó, nó có tài liệu cực kỳ đầy đủ ở đây. Nó có hai cách. Cách thứ nhất là sử dụng cái phần authenticate của thằng Laravel, tức là nó xây dựng sẵn một bộ khung rồi. Bây giờ chúng ta muốn dùng nó, chúng ta chỉ chạy một câu lệnh là pp artisan make auth một phát là nó tự có cái màn hình đăng nhập đăng ký cho chúng ta luôn, chả phải làm gì thêm. Cách thứ hai là chúng ta có thể là tự xây dựng cái giao diện để đăng nhập đăng ký và có cái cơ chế đăng nhập cho mình, thích thì mình làm, mình tự làm, mình không phải sử dụng cái phần generate của nó nữa. Thì các bạn có thể về nhà, các bạn có thể tìm hiểu thêm cái cách này nhá. Còn ở đây thì mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách thứ hai là chúng ta sẽ tự động chủ động bằng cái chúng ta code ra để làm cái đăng nhập đấy, được chưa? Thì chúng ta sẽ làm cái phần này. Ở đây nó ở dưới cùng á, nó sẽ có một cái phần các bạn search chữ attempt. Đây này. Chữ attempt. Thì đây nó sẽ chính là cái chìa khóa để chúng ta có thể là đăng nhập vào trong cơ sở dữ liệu. Cái đối tượng, cái model ở đây Laravel sử dụng MVC model nhá. Thì cái model mà nó sẽ sử dụng để tiến hành đăng nhập á, nó chính là cái user model. Cái user model đấy nó sẽ nằm ở đâu? Thì các bạn, mình phải tắt cái này đi ạ. Cái user model đấy nó sẽ nằm ở đây này. Nó sẽ nằm ở trong cái phần app. App, và các bạn nhìn thấy cái user.php không? Đó, đây chính là cái user, cái đối tượng nó sẽ đại diện cho bảng user nằm trong cơ sở dữ liệu của chúng ta. Được chưa? Thậm chí là nếu mà cái bảng mà để lưu trữ người dùng của các bạn, các bạn đặt tên khác không phải là tên user. Ví dụ tên là người dùng hoặc là tên là account chẳng hạn. Cứ thông thả. Được chưa nhỉ? Đây là chính là cái model nó sẽ đại diện cho cái bảng user của chúng ta. Nếu mà chúng ta có cái bảng quản lý về người dùng á mà nó tên là một cái tên khác, ví dụ account chẳng hạn, thì chúng ta muốn thay đổi, có nghĩa là cái class user này nó sẽ đại diện cho cái bảng nào chúng ta muốn, thì chúng ta rất dễ thôi. Protected account dollar table bằng, ví dụ bảng account này chẳng hạn. Thì từ cái thời điểm này cái user class hay là gọi là user model của chúng ta nó sẽ đối chiếu với cái bảng account. Nếu chúng ta có, còn nếu không thì chúng ta comment nó vào để không cho nó đỡ, nó không bị sai. Được chưa? Mình sẽ comment vào bên cạnh này hoặc là comment vào bên trên đi. Nếu
bảng, nếu cái bảng lưu trữ data về người dùng tên là bảng khác, không phải là user, thì sử dụng cách này. Được chưa? Tí nữa chúng ta đến với các cái mô đồ khác thì chúng ta sẽ thấy nó nhiều hơn. Được chưa nhỉ? Đó, tóm lại là cái authenticate nó sẽ dựa vào trên cái mô đồ này. Tiếp theo này. Khi mà làm việc với Laravel, chúng ta phải nắm được cái vòng đời của nó, hay là bất kể một cái công nghệ nào, chúng ta cũng phải nắm được cái vòng đời của request của nó đã. Sau đó chúng ta làm việc nó sẽ rất là dễ. Thì cái vòng đời của request ở trong Laravel ấy, thì thời gian nó không cho phép, cho nên là mình không giải thích quá nhiều, nhưng mà mình sẽ nói cho các bạn những cái chỗ mà chúng ta cần phải lưu ý. Chỗ thứ nhất là trong cái file, trong cái thư mục root này, root ở trong này nó có một file là web.php. Web.php trong này nó có rất là nhiều, nhưng ở đây nó có file web.php. thì chúng ta cái request gửi lên á, nó sẽ chỉ được phép là ở trong vòng những cái URL do chúng ta định nghĩa ra ở trong này thôi. Được chưa? Ví dụ nhá, mình sẽ tiến hành chạy cái project này, thì mình sẽ thực hiện câu lệnh là PHP artisan serve. Thì bây giờ nó đã chạy rồi đây. Laravel deployment server started 127.0.0.1.2.8000. Thì chúng ta có thể truy cập vào project của mình bằng là localhost 2.8000. Ôi giời ơi. À cái này cũng là một lỗi để chúng ta cần phải lưu ý. Cái lỗi này nó sẽ xảy ra khi mà chúng ta ở trong cái file NV ấy, nó cái app key này bị trống. Chưa? Khi các bạn clone của mình về thì cái app key nó sẽ bị trống, bởi vì chúng ta sửa cái file nv.example mà nó sẽ bị trống. Bây giờ chúng ta phải sinh ra một cái key mới, thì chúng ta có thể là chạy bằng cách là php artisan key 2.generate. Đó, xong rồi bây giờ chạy ra, sau đó chúng ta sẽ mở cái project của mình ra, sẽ thấy cái key đây, đúng không? Nó thay đổi luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ php artisan lại shop, chúng ta tiến hành vào trong này hello world, được chưa? Thì chúng ta để ý này, khi mà chúng ta vào localhost không ấy, thì nó tương đương với cái root của chúng ta là root bằng cái sược không như này, sược không như này. Bây giờ mình sửa cái chữ hello world này thành hello world t3h chẳng hạn, ví dụ thế. Thì bây giờ mình refresh, thấy không? Được chưa? Bây giờ mình vào bằng một cái url nó tùm lum tờ lừa, nó sẽ báo lỗi ngay, root connection not found, đúng không? Tức là chỉ có những cái thứ mà chúng ta config ở trong này, những cái request chúng ta config ở trong này thì mới được project chấp nhận và xử lý, còn ngoài ra vứt đi hết. Được chưa? Thì ví dụ như ở đây mình sẽ tạo ra một cái root để lấy ra một cái role đi, hoặc là đây lấy ra một cái role, hoặc là lấy ra danh sách list role đây, đúng không? Thì chúng ta copy list role này chúng ta paste lên trên đây, url sược list gạch ngang role, lấy ra danh sách role chưa, đúng không? Đấy là cái file đầu tiên chúng ta cần phải quan tâm. Được chưa nhỉ? Sau đấy, ngoài cái file này ra, ở trong cái file này chúng ta cũng hoàn toàn có thể tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua các cái model nhá. Ở đây mình đã có role model rồi, app này, model này, role model mình nằm ở đây rồi. Các bạn có thể mở ra xem cái role model này, mình sẽ đại diện cho cái bảng là role, thấy không? Timestamp mình để là phone. Đó, thì là cái role này nó sẽ tương tác được với dữ liệu của cái bảng role ở trong cơ sở dữ liệu của chúng ta. Thì ở đây các bạn nhìn thấy này, list role thì lấy role 2.2.all và response ra json role, cái biến role bằng toàn bộ dữ liệu ở trong bảng role vứt ra, thì kết quả của chúng ta sẽ được như thế này. Để sâu hơn về cái model thì tí nữa chúng ta sẽ nói đấy, được chưa?
Tiếp theo đây là mình muốn giới thiệu chúng ta về cách mà cái root nó sẽ xử lý như nào. Thì chúng ta muốn tạo ra một cái root mới của chính mình. Ví dụ bạn tên là gì? Hiếu đúng không? Cái gì Hiếu? Nguyễn Hiếu đúng không? Root 2.get phẩy phẩy string nhá, đó là text Nguyễn gạch ngang Hiếu phẩy function trong này. Chúng ta sẽ return ra. Xin chào Nguyễn Hiếu. Được chưa? Bây giờ mình tạm thời comment cái này vào đã. Comment vào này. Bây giờ chúng ta vào cái đường dẫn là Nguyễn gạch ngang Hiếu. Không thấy. Đúng không? Bây giờ chúng ta bỏ comment nó đi. Xin chào Nguyễn Hiếu. Đúng không? Đây là chúng ta định nghĩa ra các cái URL ở trong hệ thống. Sau này khi các bạn làm, các bạn vào những cái trang web ấy, các bạn đọc, có hay đọc tin không? Cái ID đấy người ta gọi với một khái niệm gọi là slot. Slot, không phải slot. Cái này nó sẽ liên quan đến cái thiết kế cơ sở dữ liệu của chúng ta không? Nhưng mà trong cái khóa này chúng ta không đủ thời gian để làm slot. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể contact với mình, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần slot này như nào. Thì hiện tại chúng ta sẽ làm việc với ID thôi, chứ không làm việc với slot. Được chưa? Đó, xong, đây là tạo ra một cái URL mới. Cái này bọn tôi gọi là cái route, đó là quy định các cái đường dẫn trong hệ thống. Được chưa? Rồi, tiếp theo này. Bây giờ đến phần thứ hai, đây là cái tiền đề để cho cái project của chúng ta bắt đầu đi vào trong cái mô hình MVC. Các bạn có biết mô hình MVC chưa? Có bạn nào không biết không? Cái mô hình MVC không cực kỳ quan trọng. Không nhớ được là chết đấy chứ. Cái mô hình MVC nó là một cái cơ, nó là một cái mô hình, nó là như kiểu là dạng đường lối về tư tưởng cách mạng ấy. Đấy. Nó là phải định nghĩa ra một cái vòng tròn của toàn bộ hệ thống của mình. Và bắt đầu từ thằng root. Root ở đâu thì các bạn biết rồi đúng không? Đấy, bắt đầu từ root. Root này nó sẽ có khả năng là điều hướng một cái request. Request, điều mà request nhận đến thì chạy vào loop. Sau đó từ loop này nó sẽ lại, nó sẽ điều hướng tiếp cái request này vào trong một cái file controller. Một file controller nào đấy của chúng ta. Tất nhiên controller chúng ta tự tạo là bằng tay hoặc là bằng PHP addition. Được chưa? Tạo ra một file, điều hướng một file controller. Cái controller này này, như bình thường web của chúng ta là web view, tức là chúng ta nhìn thấy những cái hình ảnh, nhìn thấy những cái chữ nghĩa ở trên đấy, ví dụ cái kênh 14 này 24 giờ, đúng không? Thì đấy nó gọi là web view. Thì web view thì controller sẽ trả ra, quyết định trả cho người dùng một cái view, thì nó sẽ call, thực sự cái hành động của controller nó sẽ thực hiện cái việc call một cái view nào đấy cho hệ thống. Tất nhiên cái file này cũng là chúng ta viết, chưa? Code của cái này, code thực ra là cái việc code ấy, và cái việc code và nó return nó nằm ở trên cái controller. Cho nên khi mà code để lấy một cái view nào đấy, sau đó cái view này sẽ trả về cho controller cái giao diện sau khi được generate ra. Và từ cái controller này được trả về, người ta gọi cái khái niệm là response, trả về cho cái trình duyệt của chúng ta một cái file HTML, CSS, JavaScript. Và những cái file đấy trình duyệt nó đọc và nó sẽ sinh cho chúng ta một cái giao diện và đấy các thứ các kiểu ở đây. Có khi làm view đổi tiếp đâu có có luôn, nhưng mà nếu mà chuẩn ra là phải đúng. Nếu mà theo tôi thì MVC là phải như này, em đi phỏng vấn presser của Google chưa nào đâu. Google mình không làm Google bao giờ. Zeta Zeta mình làm Zeta Mi, mình không làm Zeta nhỉ. Thế em vẫn cô MVC để em vẽ là view qua công cụ mà ảnh dài view tạt cho một phát một cái cú lao. Controller là code nhá, hành động của nó là code, gọi
gọi tức là chúng ta sẽ tiến hành include cái file b, cái nội dung từ cái file vim này vào trong chỗ này, và chúng ta echo nó ra, đúng không? Nói chung là vẫn còn rất là nhiều conflict, tức là rất là nhiều những cái mâu thuẫn xung đột với nhau. Nhưng mà với cái tư tưởng của mình á, mình làm thì mình cứ quan niệm chỗ nào thực hiện echo hay chỗ nào thực hiện return thì chỗ đấy mới là cái chỗ chặn, hiểu chưa? Chứ không phải khái niệm là controller call đến cái view, return đến cái view, tức là cái view này là cái chỗ chặn cho người dùng, không phải, hiểu chưa? Quan trọng là chỗ nào là chỗ return đó. Đây là một cái view cơ bản, hiểu chưa? Quay lại cái bài học, đây là view cơ bản. Sau đó, nhưng mà với cái trò này thì chúng ta đang thấy một vấn đề là chưa hề thấy một cái gì gọi là liên quan đến cơ sở dữ liệu mà đại diện là phần mô đồ. Thì bất cứ khi nào mà chúng ta muốn sử dụng mô đồ thì cái thằng controller nó được quyền côn tiếp, đây gọi không gọi là côn thì gọi là use, sử dụng có nghĩa là nó lợi dụng cái thằng mô đồ để tương tác với cơ sở dữ liệu, thêm sửa xóa lấy dữ liệu ra ngoài, thì đây là mô đồ. Đây là sử dụng, đã sử dụng một chiều rồi thì tôi ví dụ tôi mua của bạn một cái máy tính, tôi đưa tiền cho bạn phải trả cho tôi hàng, đúng không? Như vậy thì là nó sẽ là tương tác hai chiều. Thì việc mà PP của chúng ta thì nó xử lý theo thứ tự là từ trên xuống dưới, đúng không? Thứ tự từ trên xuống dưới theo logic. Thì ở cái view nào mà các bạn muốn có dữ liệu động thông qua lấy ra từ cái mô đồ này thì chúng ta viết cái mới tương tác với mô đồ ở dòng trên, sau đó ở dưới chúng ta mới tiến hành return ra view, được chưa? Đây cũng chính là cái mô hình PC, nó chỉ đơn giản này, rất nhiều chỗ người ta bỏ qua cái nút này và chọc thẳng trong cái controller. Nhưng mà trong Laravel hay là gần như là tất cả các framework của PHP thì nó đều thông qua cái nút này. Ở trong ASP.NET thì cái nút của nó rất là hay. Ví dụ trong controller nhé, trong controller nó tự động tạo một cái nút ở trên này, http get hay là http post, xong rồi nó viết luôn url cho cái controller này ở trong cái đoạn này đó. Sau trên các cái hàm, trên các cái function trong controller thì nó lại có cái http get cái gì sực trên cái function đấy. Thì là khi mà project build ra thì là có một cái request gửi đến, nó sẽ kiểm tra xong tất cả những cái đường dẫn này vào đúng cái hàm nào xử lý thì nó vào đấy, thì là ở đấy là nó sử dụng cái dynamic group, à, group ở trên các cái hàm, trên các cái controller. Còn ở trong PHP nó không làm được việc đấy, cho nên nó bắt buộc phải có một cái bộ tách riêng cái bộ phận group này ra dùng để điều hướng cho toàn bộ cái vòng controller module view, được chưa? Cái group thì bắt buộc mình phải quốc hay là có một cái gì đó để sinh ra theo những cái báo và những cái thể thao. Cái đấy nó sẽ liên quan đến cái cách bạn bạn tổ chức dữ liệu. Ví dụ cái ví dụ thể thao của bạn không? Thể thao của bạn có cái danh mục. Bạn tiếp vào các chi tiết bài viết. Đúng không? Chi tiết danh mục, khi mà danh mục xong thì nó sẽ ra cái danh sách những bài viết ở đây. Đây là ảnh này, là tiêu đề này, đây là nội dung cơ bản. Này đúng không? Đúng không? Sau ở dưới đấy nó có cái nút là xem thêm hay là bấm một cái link này thì nó sẽ vào chi tiết bài viết đấy, đúng không? Và cái chi tiết bài viết đấy thì nó sẽ có thể là bỏ phần chi tiết đấy, nó có thể là danh mục, ví dụ thể thao ngang cao, sau đó là đến cái tên bài viết là abc gì gì đấy .html.iz, đúng không? Nó như vậy, đúng không? Thì cái này nó liên quan đến cái khái niệm mình vừa nói là cái slug. Do cái slug chúng ta sẽ, nếu các bạn nào muốn tìm hiểu thì các bạn cứ bay vào cái thằng slug, chúng ta sẽ phải thêm một cái bảng nữa để làm cái cái số slug này. Tất nhiên nếu mà làm cái kiểu này là rất thân thiện cho SEO của website lên, rất là dễ, nó tốt hơn rất là nhiều so với chúng ta dùng ID. Nhưng mà chúng ta làm cơ bản là cái này nó là nâng cao, chúng ta tính xong. Quan trọng là cái cách chúng ta giải quyết vấn đề thôi, chứ còn cái này nó rất là dễ, hay thậm chí là Laravel có hỗ trợ luôn, nó có thư viện bên thứ ba là hỗ trợ giúp chúng ta sinh ra cái URL kia luôn, đỡ mệt. Hả? À, thực ra là lập trình á,
thì view hay không view, model hay không model, nó đều là file PHP. Đã là file PHP thì bạn thích dùng cái gì ở đâu thì dùng, đúng không? Từ view bạn gọi trực tiếp đến model cũng được, nhưng mà người ta không ai làm thế à? Không làm thế, nó rất là nguy hiểm. Rồi, đấy là cái mô hình nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là tạo ra một cái controller. Thì cái controller của chúng ta sẽ nằm ở trong này. Bạn nhìn thấy không? Nó đã có sẵn các phần authenticate gồm login controller, register controller, reset password controller, forgot password controller, đúng không? Thì chúng ta vào trong phần login controller, chúng ta mở nó ra. Được chưa? Không, nó có sẵn luôn. Ê, nó mới hay. Làm sao? Đi, tức là nó không tồn tại cái file NV để nó áp, nó tương cái app này vào. Bây giờ bạn phải tạo ra file NV đấy. Rồi. Các bạn có đặt tên file này. Vâng.
không có snip seed đâu. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành để tôi xem trong home kia nó có cái gì rồi nào. Chúng ta để ý này, ở trong cái thư mục ấy, chúng ta có một cái file ở một cái thư mục tên là research. Trong research này chúng ta có một cái file là file view ở một cái thư mục tên là view. Được chưa? Thì ở trong này chúng ta có thể tạo ra một chúng ta có thể là đây nó là cái chỗ để chứa các cái file view của chúng ta, các cái file giao diện của chúng ta. Được chưa? Thì ở trong này chúng ta sẽ tiến hành là root đâu nhỉ? Đây web.php này. Tôi sẽ tạm thời comment hết cái mớ này vào. Control shift, control sược. Ở bên cạnh cái dấu shift bên phải ấy. Rồi. Root 2.2.get login. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ trỏ nó đến một cái file là file auth sược login controller a còng login. Chúng ta đặt tên cho nó name bằng login. Đã làm theo mình đi. À. Rồi tí nữa chúng ta sẽ biết nó là cái gì. Cứ bình tĩnh. Để đặt tên cho một cái root để sau này sử dụng cho nó dễ. Không phải viết text nữa. Được chưa nhỉ? Tiếp tục nhá. Thì cái này nó có nghĩa vụ là cứ khi nào nó nhận được cái request dạng get sược là login thì nó sẽ chạy vào trong cái thư mục là auth file là login controller và hàm login ở trong này. Chúng ta mở nó ra, trong này chưa có cái hàm là hàm login đúng không? Thì chúng ta tiến hành gõ vào đây public function login. Trong này return ra một cái view. View của chúng ta là auth.login. Bây giờ mình sẽ giải thích cái auth này là cái gì nhá. Cái auth cái chấm login này. Xong chưa nhỉ? Chúng ta xong đi nhá. Mình có thể comment vào đây. Sinh ra. Đây là hàm trả về. Giao diện. Đăng nhập. Return ra cái view. View nằm trong thư mục là research. Hot. Cháu viết tắt rồi. Mình cài thêm plugin. Đốc lốc. Hot search. Login.blade.php. Đấy. Được chưa? Bây giờ chúng ta xem nha. Chúng ta cái hot này này, hot chấm này. Nó chính là cái thư mục chứa của file login blade.php. Trong Laravel chúng ta sử dụng cái view engine là blade. Đây là một cái view một cái công nghệ sinh ra file giao diện mạnh nhất của PHP hiện giờ. Được chưa? Thì chúng ta có cái auth này. Chúng ta mở cái thư mục là research ra. Mở thư mục view ra, chuột phải vào. New folder.
paste cái chữ auth vào đây để tạo ra file auth, thư mục auth. New folder nhá. Chuột phải vào. New folder. Xong rồi gõ chữ auth vào. AUTH. Enter xuống. Xong chưa? Tiếp theo chúng ta tạo ra một cái file tên là login.blade.php ở trong cái thư mục auth này. Chúng ta chuột phải vào đây. New file. Login.blade.php. Đây các bạn nhìn đây. File login.blade.php nằm trong thư mục auth, nằm trong thư mục view. Đây là của team. Của team thay đổi giao diện ở phần sắp làm test. Còn nếu mà các bạn như bình thường nhá thì các bạn cứ gõ luôn cái chữ login.blade.php lên trên, lên đầu tiên của cái file trong mạng control net. Xếp nó xuống, enter cái là xong. Đấy cách tạo file nhanh. Được chưa? Xong đi nhỉ? Được chưa? Rồi, bây giờ vào cái login này. Đây là login form. Viết vào đấy. Đơn giản thế thôi. Login form. Hoặc các bạn viết thích viết cái text gì vào thì viết thoải mái đi. Trong này chúng ta sẽ localhost chạy PHP Attention Server nhá. Xong localhost sược login. Thấy ra chữ login form không? Thế nó trả cho chúng ta cái view login blade.php. Được chưa? Đây. Mỗi chữ thôi. Chả có gì cả. Đó, bạn F5 ra ngoài này sược login, các bạn enter xuống nó ra cái login form này là được. Tức là chúng ta cái controller của chúng ta nó trả ra cái view rồi. Nhớ cái dấu chấm nhá. Cái dấu chấm ở cái đoạn return view này. Đoạn return view này. Nó chính là cái này là thư mục chứa. Cái này mở ra chúng ta rất là nhiều thứ. Chúng ta có thể tự tổ chức các thư mục cũng như là các cái file view của chúng ta theo ý chúng ta muốn. Được chưa? Bao nhiêu thư mục chúng ta bằng đến cái chấm. Thế là xong, tất cả đều ném vào trong cái thư mục view trong resource. Blade. Đây là cái file, cái đuôi file, đây là cái hậu tố, cái đuôi file của công nghệ nó sử dụng. Sau này khi các bạn làm việc với nhiều framework khác nhau, ví dụ trong Node.js nó có file, đuôi file là EJS này, đuôi file view là EJS này, JS này, JADE này, còn nhiều lắm, nhiều đuôi file lắm. Tôi có nghĩa là trong những cái file này thì nó, cái công nghệ của nó sẽ đọc, sẽ có khả năng tương tác ở trên những cái đuôi file có đuôi là blade.php. Serve. Được chưa? Bạn ra view hết chưa? Rồi, bây giờ ở trong cái view này, mở cái view này ra. Chúng ta làm cơ bản trước nhá. Sau này chúng ta còn thời gian, chúng ta sẽ làm CSS cho nó sau. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái form. Tạo ra một cái form. Có cái action này. Action các bạn làm theo mình nhá. Form nó có action đúng không? Mà cái action của form nó có tác dụng gì ở đây ai biết nào? Nói chính xác là chuyển cái dữ liệu nằm trong form đến cái URL mà chúng ta config ở trong action. Được chưa? Thì
Thì trong này các bạn viết cho tôi là như này, hai cặp dấu ngoặc. Root login. Method của chúng ta là method dạng post. Nó tương đương với PHP echo. Thay cho echo. Nếu mà học sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ có cái này. Đấy, không phải CSS. Có hai loại. Chúng ta hãy lưu ý khi sử dụng nó. Nhưng mà thường sử dụng cái cặp dấu ngoặc là an toàn nhất thì nên sử dụng. Được chưa nhỉ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành như này tiếp cho tôi. Ở trong cái form ấy, nhớ cái method dạng post nhá. Khác chưa? Post get như bình thường. Bạn hiểu post get là gì? Tham số có thể đưa lên trên đường dẫn. Đấy là get. Còn post là những cái gì dữ liệu ở trong form ấy, nó đẩy xuống cái body của cái request chứ nó không đưa lên URL. Đấy là cái method dạng get. Chúng ta còn một rổ các cái dạng method khác nhau. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở team Postman. Đây nha. Đây là một rổ các cái dạng request khác nhau. Cực kỳ nhiều. Rồi ok. Tiếp theo này. Chúng ta tiến hành là cái gì nhỉ? CSRF gạch ngang fill. Như này, tí nữa các bạn sẽ thấy cái tác dụng của nó là cái gì. Chính xác. Sinh ra cái token. CSRF fill. Sau đó trong này chúng ta có một cái input type bằng email, name cũng bằng email, value bằng rộng, placeholder là enter email. Password name bằng password, value bằng body. Xong chưa? Đây là cái form cơ bản HTML thôi mà. Xong chưa? Xem nhá, xem output của chúng ta ra cái gì nhá. Ra cái form chưa? Đây là ra cái form này, chẳng qua là do mình lưu về những cái giá trị này cho nên nó thành như thế này. Được chưa? Bây giờ chúng ta chuột phải vào. Inspect. Kiểm tra. Cho xem form này, bạn nhìn không? Nhìn thấy nó đi đâu không? Được chưa? Thế lúc nãy ở trong cái form action này, cái action này mình viết là cái gì nhỉ? Root. Root là login đúng không? Đây các bạn xem lại code nhá. Cái root này, login đúng không? Thì á, cái root này này, nó sẽ tìm cho tất cả các cái URL của chúng ta, cái root của chúng ta định nghĩa ra. Cái nào có tên là login thì nó lấy cái đường dẫn này trả ra cộng với cái URL của website. Được chưa?
Đấy là cái hay khi mà chúng ta đặt tên của group. Ví dụ như sau này URL của chúng ta dài thường thượt, ví dụ như kiểu là admin sửa dashboard, sửa category, sửa cái gì gì đấy, một đống một dây các thứ ở sau. Nếu mà chúng ta muốn gõ lại URL này có phải chết mệt không, đúng không? Mà chỉ cần đặt cho nó một cái tên, sau này dùng cái root kia vứt ra ngoài thì nó nhanh hơn rất là nhiều lần, thấy chưa nhỉ? Đấy là cái hay khi mà chúng ta đặt tên cho root của mình. Tiếp theo nhá, tiếp theo cái các bạn nhìn thấy cái gì đây? Một cái loại token mà chúng ta chả hiểu gì, đúng không? Cái này nó sẽ có tác dụng á, là nó ngăn chặn các cái request gửi từ những cái phần mềm từ bên thứ ba gửi bằng robot đẩy lên trên website của chúng ta. Không có token này không vào được. Tất nhiên token này nó sẽ mã hóa theo giờ, ngày, tháng, năm. Để xem nó sẽ nó có thay đổi không nhá. Không thay đổi đúng không? Các bạn xem cho mình nó có thay đổi không? Gần như là không thay đổi. Nhưng mà mỗi một cái form nó sẽ có một cái token khác nhau. Được chưa? Để làm gì tí nữa chúng ta sẽ thấy là cái trong hệ thống của chúng ta gửi lên thì nó nhận dữ liệu, nhưng mà ví dụ mình gửi lên từ cái thằng Postman lúc nãy mình bật cho các bạn ấy thì nó không nhận đâu. Tí rồi xem nhá. Còn lại là cái input email với lại password này thì dễ rồi đúng không? Cái này không có gì để đáng phải nói. Thì chúng ta tiến hành là tạo ra một cái root mới. 2.2.post login phải function ở đây đi. Không thì chúng ta đẩy sang cái auth login post login. Chứ phải cái này thì không phải đặt tên. Có thể mâu thuẫn không? Hai cái group đều nhận dữ liệu là nhận cái URL là login. Không phải khác ở chỗ này. Không phải thế. Nó khác nhau ở cái nhét và cái post đấy. Gì? Cũng sai luôn. Bây giờ các bạn phải phân biệt cho mình rồi đấy. Đây nhá, nhìn này. Chúng ta bật inspect cho chúng ta vào phần network nhá. Mình F5 một cái. Chúng ta bấm vào cái login này. Phần header chúng ta nhìn thấy cái gì đấy không? Method gửi lên là dạng get. Được chưa? Cái request đây là cái phần đầu của phần header của request đấy. Được chưa? Cái request tức là chúng ta gõ lên đây, chúng ta gửi đây, hoặc là chúng ta sắp đi một cái form cũng gửi đây. Nhưng mà chúng ta có thể thay đổi được cái method này. Và ở trên phía code server chúng ta cũng nhận biết được cái method request method này để phân biệt cho các cái URL, cho các cái root của chúng ta. Được chưa? Request có thể là nó chung là cái sự login, nhưng mà request dạng get chúng ta xử lý khác, và request dạng post chúng ta xử lý khác. Được chưa? Đấy là cái sự khác nhau. Rồi. Thì nếu mà có request dạng post gửi là login gửi lên thì chúng ta phải trỏ vào trong cái hàm post login này đúng không? Thì copy lại mở cái login controller ra. Tiến hành duplicate cái thằng này lên. Post login. Đây là hàm nhận dữ liệu từ nhận dữ liệu từ file cái gì nhỉ? Từ form và tiến hành đăng nhập. Trong này chúng ta sẽ có cái request đô la request. Cái này return là chúng ta sẽ nếu login thành công thì trỏ sang trang quản trị. Nếu login không thành công
thì trả về màn hình. Thì trả về màn hình login với Messi Hero. Xong chưa nhỉ? Nếu mà ghét thì nó lại chạy lên đấy. Nếu ghét nó lại chạy lên đấy. Hả? Đúng rồi. Tùy thuộc vào cái cách bạn xử lý cái request của bạn như nào. Nó đơn giản để thôi chứ đừng có cố áp đặt mình là cứ phải ghét thì mình phải tạo, ghét thì mình phải tạo. Mình thích có nghĩa là mình muốn xử lý cái request đấy như thế nào thì mình tạo ra. Đây là do mình mà, mình là người viết mà. Chứ bạn đừng có cố gắng áp đặt. Ừ. Post thì bạn, nếu bạn không biết nhé, nếu bạn không biết bạn hoàn toàn thể xử lý luôn trong này cũng được. Xử lý luôn đây. Tạo một function ra viết luôn đây. Không ai ý kiến gì bạn luôn. Được chưa? Nhưng mà mình muốn các bạn làm quen và hiểu hơn về cái mô hình MVC. Nên mình mới đẩy nó vào đây. Được chưa? Và đẩy vào đây thì nó mới đúng cái quy chuẩn. Chúng ta comment các thứ nó dễ dàng hơn. Được chưa? Xong chưa? Để mình xem trên này nó có cái request chưa. Đây, use. Để coi lại xem cái request kia là dùng cái gì nhá. Đây. Chúng ta use Illuminate HTTP request. Đây là một cái thư viện để quản lý được cái request trong Laravel. Thì chúng ta muốn sử dụng nó thì chúng ta phải use nó ở phía trên này thì chúng ta mới dùng được. Không nhớ, các bạn có thể vào cái giống như mình á, vào trong cái tài liệu chúng ta search cái chữ HTTP sửa request cái là ra ngay mà. Xong chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta tiến hành thu thập dữ liệu từ form gửi lên. Chúng ta sẽ có là tôi có cái hàm DD. Tôi rất thích dùng cái hàm này. Dumb and die. Chúng ta có cái $request. À, 2 chấm hay là trỏ đến on nhỉ? 2 chấm hay chấm on thì như này. Nếu tôi nhớ không nhầm. 2 chấm hay là trỏ đến ta? Hình như là trỏ đến như này. Được chưa? Request mũi tên đến on. Xem nhá. Bây giờ chúng ta điền dữ liệu vào đây. Refresh lại này. Thấy không? Chưa? Nó lấy được toàn bộ dữ liệu của URL. Bây giờ này, các bạn xem này. Postman. Tôi cũng tiến hành localhost login request dạng post có phần 3D này. Cộng mới đi. Request dạng post có phần 3D này, tôi có cái email. Nó là thiệnth32@gmail.com. Password bằng 123456.
Bình thường thì chúng ta nghĩ là một cái form gửi lên nó chỉ như này thôi đúng không? Gửi lên. Token mismatch exception. Hoặc là chúng ta gửi bậy một cái token lên. URL token này. Vẫn chết, đúng không? Bây giờ chúng ta copy cái token này. Paste vào đây. Đố các bạn đi có chết không? Thế vì sao? Thế vì sao? Bởi vì khi mà người dùng á, người dùng mà gửi request đến server của chúng ta hoàn toàn có thể detect ra được cái IP của người dùng. Đúng không? Mà IP của người dùng nó là duy nhất trên toàn thế giới. Cho nên là nó sinh ra cái token này này, nó dựa vào thêm một cái là IP. Và thậm chí là các cái đối tượng của cái trình duyệt, các cái thành phần của cái trình duyệt luôn. Thấy chưa? Bởi vì mỗi trình duyệt là một cái không gian riêng, một ví dụ như kiểu là các bạn là mỗi một người các bạn là một cái trình duyệt, tôi là server. Tôi các bạn nói chuyện với tôi, bất kỳ ai nói chuyện với tôi đều phân biệt được các bạn hết. Mặc dù các bạn có thể là anh em sinh đôi thoải mái luôn, nhưng mà tôi vẫn có thể phân biệt. Đấy là cái cách của server. Và khi mà làm như này, và các cái con robot đấy, chúng ta cũng hoàn toàn có thể thực hiện cái việc là gửi request lên như thế này luôn. Gửi tự động cứ khoảng không phải mấy, mà máy nó làm thì cực kỳ nhanh, khoảng không phải mấy giây nó gửi lên lần, không khác gì đi đốt ấy. Đúng không? Thì chúng ta sử dụng cái cơ chế token này của thằng Laravel, chúng ta sẽ ngăn chặn được những cái việc mà nó không sinh ra cái form, không gửi lên từ cái form. Hiểu chưa? Ví dụ chúng ta truy cập vào trong cái trang get login này chẳng hạn. Thì nó cũng ra form. Bây giờ chúng submit lên, lại nhận. Lại nhận cho bạn xem. Ủa, ông nhận gì? Nó không, thằng này ở cái giao diện này nó không gửi đi được. Ở giao diện này nó lại không gửi đi được. Ờ, thế mới hay. Chỉ gửi được bằng cách này thôi. Hơi nông dân. Nhưng mà gửi cách này lên thì lại token mismatch. Được chưa? Thì thế thì là nó sẽ ngăn chặn được các cái phần mềm, các cái bên thứ ba có thể là gửi cái request liên tục lên. Nó nếu mà gửi lên dữ liệu lại, có nghĩa nó tự động đăng auto đăng ký ấy, mà giống như kiểu là cái thằng VOZ có một thời gian nó bị ấy, là người ta đăng ký nhiều quá, server nó không tải được, lượng người dùng quá khủng khiếp, mấy trăm nghìn người dùng, vậy thì là server nó không tải được, nó gây chậm. Như vậy chúng ta có thể ngăn chặn bằng cái cách này, đỡ phải là cái gì liên quan đến verify token, verify captcha, đúng không? Thì chúng ta có thể sử dụng cái này để lấy được những cái request của server do server của mình sinh ra, thì nó sẽ dễ dàng rất là nhiều, đúng không? Còn dữ liệu lấy ở đây rồi, dữ liệu lấy ở đây rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta tiến hành login vào với những cái thông số lấy được từ đây, thì chúng ta tiến hành xem nó. Attempt. Đây, chúng ta copy luôn cái đoạn này. If auth 2.2. attempt email bằng cái request trỏ đến only email, password trỏ đến request only password. Tôi tiến hành DD ra auth 2.2. user. Đây là cái cơ chế login của thằng Laravel, nó sẽ tự động so sánh cái text mà người dùng nhập vào với cái password đã được mã hóa trong cơ sở dữ liệu.
Được chưa? Dài rồi cốt đầu là tốt, cốt đầu cốt đầu không để gì đấy. Chúng ta xem này, code của mình ở đây đang là cái gì? Nếu đăng nhập thành công với username, với email và password gửi từ form lên thì chúng ta sẽ DD ra đăng ra cái thông tin của người dùng. Còn nếu không thành công thì chúng ta sẽ viết ra login fail. Được chưa? Thử nhá. Tôi chạy lại cái này phát. Ví dụ tôi điền thông tin sai đi. App HTTP controller auth not found. Mình lại biết bậy cái gì rồi. Post login controller not found. App HTTP controller login controller dòng 54. Ở đây, cái auth này chúng ta chưa use. Các bạn chờ một tí. Đây, các bạn copy cái use illuminate support firecase auth. Copy cái này. Lại vứt lên trên. Vứt lên trên đấy. Thì chúng ta mới được sử dụng cái thư viện auth của nó. Các cái thư viện này tức là nó đã có sẵn ở trong Laravel, chúng ta chỉ việc sử dụng thôi. Được chưa nhỉ? Không, cái thư viện này phải để dùng cái này này. À,
À cái chỗ này, đây là có nghĩa là đây là những cái hàm static của cái thư viện auth. Đó. Được chưa? Chạy thử, refresh lại. Chưa hiểu ý bạn. Chỉ login, log out mới dùng cái thư viện auth này thôi. Được chưa? Login fail này. Bây giờ tôi sẽ tiến hành login bằng một tài khoản đã có, tài khoản có thật, tài khoản đúng. Thì tôi sẽ vào trong phần database seeder, user seeder. Tôi lấy ra admin a.log.com. Được chưa? Pass là từ 1 đến 6. Tôi vào lại. Login. Password verify expect parameter 1 to be string array given. Cái gì mà bậy bạ thế ta? Request only password. Các bạn chờ mình một chút nha. Input. Đây, chúng ta đổi cái only trở thành cái input nhá. Là chỉ lấy cái input có name bằng email, giá trị của input đấy gửi lên. Only cái nó trả ra array. Được chưa? Sau đó chúng ta F5 lại. Úi giời ơi, token mismatch. Hai ba bốn năm sáu. Đây, chúng ta xem kết quả nó trả ra cái thông tin đăng nhập thì chúng ta đang có là 8 attribute bao gồm ID bằng 1, name bằng admin, role bằng 1000, email bằng admin a.blog, password bằng một mớ lộn xộn. Remember token null, created as null. Được chưa? Đây là thông tin của người dùng. Nếu bây giờ chúng ta muốn lấy ra cái quyền của người dùng này thì làm nào? Đây là đã lấy được thông tin người dùng rồi này. Thấy chưa? Và từ đây sau khi nó login vào rồi thì mặc định trên server nó sẽ tồn tại một cái thông số các bạn muốn dùng sau khi đã login nhá. Sau khi đã login thành công, các bạn cứ gõ như này là ra thông tin của người dùng. Thấy chưa? Bây giờ mình sẽ tiến hành là redirect nó. Redirect là một khái niệm là điều hướng, chuyển hướng website của chúng ta sang một URL khác. Ví dụ như tôi sẽ điều hướng nó sang cái dashboard. Tôi copy cái dashboard này, các bạn làm xem đã, từ từ các bạn làm. Thì tôi sẽ có một cái root 2.2.get dashboard phải function. Đây là return hello. Trước khi return thì tôi sẽ tiến hành user bằng auth 2.2.user. Sử dụng cái này đã. Auth user này, return hello meter chấm cộng với cái user trỏ đến name. Xem nhá. Web dòng 63 pass hero là cái gì? Admin. Log.com này. Pass là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hello Mr. Admin. Tức là sau khi login rồi chúng ta vào thoải mái, lấy được thông tin của người dùng thoải mái. Muốn hiển thị nó ở đâu thì hiển thị. Thế nhỉ? Bây giờ tôi login bằng thằng khác nhé. Login bằng thằng khác này. Lại vào cái logout đó rồi, tạo cái logout rồi. Chờ tôi đi.
return redirect đến cái root. Rồi, nó log out thành công. Thì bây giờ các bạn xem này, tôi log out, tôi log in bằng một tài khoản khác. Tài khoản này của tôi nó sẽ là mod, email là mod@blog.com. Pass vẫn thế. Mod@blog 123456 log in. Mr. mod. Được chưa? Nhưng mà bây giờ tôi log out, tôi tiến hành log out. Bây giờ tôi vào thẳng cái dashboard kia. Bạn sẽ thấy lỗi không? Lỗi luôn đúng không? Tức là nó không đăng nhập, nó vẫn vào đây nhưng mà chúng ta vẫn tiến hành là lấy ra ở đây này các bạn xem này. Chúng ta vẫn lấy ra ở đây là auth user rồi hiển thị ra cái tên. Nhưng mà nó có đâu mà lấy. Đúng không? Thì như vậy chúng ta phải chặn nó. Chặn thì chúng ta có thể là sử dụng thêm trò vào đây là middleware auth. Chúng ta xem nhá, xem cái này là cái gì nhá. Vào nếu chưa đăng nhập thì chuyển sang login. Nếu đăng nhập rồi, nếu đăng nhập rồi admin blog, hello admin này, vào lại lần nữa vẫn vào được. Nhưng mà khi đã log out ra thì không thể vào được nữa. Được chưa? Đấy là cái sức mạnh của thằng middleware. Thì chút nữa mình sau khi làm ổn thỏa phần login rồi thì mình sẽ nói đến phần middleware đấy. Đây là cái phần các bạn sẽ làm tiếp tục. Các bạn viết đi, thử xem có được không? Có cần xem lại cái login controller không? Phần này có cần xem lại không? Được chưa? Ok, chúng ta sẽ xem phần này. Thì mình sẽ trong thời gian này mình sẽ comment. Thank you.
không nhá. Chúng ta chuyển đến cái phần tiếp theo. Xin lỗi các bạn một chút nha, để mình lấy cái link cho các bạn để cho nó đỡ mất thời gian, để sau chúng ta dễ dàng tìm hiểu biết nó ở đâu. Đến phần nào thì để tìm hiểu sâu hơn mình sẽ để lại link. Chúng ta sau này vào đấy đọc nó sẽ dễ dàng rất là nhiều. Xong chưa? Rồi. Lưu ý nha. Bây giờ là chúng ta mới giải quyết xong cái cây là login thành công. Và nếu đã login thành công rồi thì log out ra được, đúng không? Thế nếu mà chúng ta không login thành công thì sao? Dạ. Nếu không login thành công thì sao? Hả? Thì thông báo đúng không? Thì ở đây chúng ta làm như sau. Return nó vẫn là cái view auth login. Với các bạn với thêm một cái array ở trong này. Đây là cái cặp này là cái array nhá. Bạn nào chưa biết thì mình viết array luôn. Đây là rrmsg error message bằng wrong username email hoặc là password. Chưa? Rồi, ok. Đây là cách chúng ta, mình viết này. Đây sẽ là cách chúng ta truyền dữ liệu, truyền một cái tham số hoặc là một cái giá trị từ controller ra ngoài view. Được chưa? Truyền từ controller ra ngoài view. Bởi vì đây là hai cái file khác nhau, nó chỉ require thôi. Chứ bây giờ chúng ta xem này. Copy này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy cái hay ho của thằng Blade View. Xem nhá. A cộng if là A cộng iset biến error message and if any cell đấy. Sao mình chưa nghe any cell bao giờ nhỉ? Blade không nhớ hết đâu. Any cell. À có any cell thật. Any set thì chúng ta sẽ có một cái span. Trong span này có cái style, mình viết inline style hơi vội vã tí, các bạn thông cảm nhá. Có cái color bằng red, có cái font width bằng bold, không cần bold đỏ bold biết vì vậy thôi. Cái biến là error message và chúng ta sẽ có một cái br vào đây. Đây là trong PHP chúng ta có cái hàm iset đúng không? Các bạn cũng biết cái hàm đấy đúng không? Hàm đấy kiểm tra cái sự tồn tại của một giá trị hoặc của một biến hoặc của một hàm. Thì ở đây chúng ta là kiểm tra nếu cái biến error message này tồn tại thì nó chúng ta sẽ thêm vào cái một cái span. Cái span này mang giá trị của cái biến là error message và nó có chữ màu đỏ phông là và chữ đậm hơn. Hết cái đấy là br xuống dòng một dòng đúng không? Bây giờ chúng ta tiến hành log out. Log out. Rồi. Ở đây là someone a cộng block 123456. Okay. Wrong email and password. Được chưa nhỉ? Đấy là cái cách chúng ta sẽ tiến hành validate. Bây giờ thì mình log in vào.
về dashboard như bình thường. Được chưa? Đấy là kiểm soát được cái việc chúng ta sẽ login lúc nào. Tiếp tục. Cái luồng login logout này thì các bạn nhớ cho mình nhá. Từ nãy giờ là chúng ta đang làm quen lại với nhau về cái việc triển khai lại cái project này. Đúng không? Triển khai lại cái project từ Git, lấy từ GitHub về này. À, chạy cái migration, chạy cái DB seeder. Được chưa? Bên cạnh đấy chúng ta làm tiếp một cái phần là cái luồng cái life cycle, cái vòng đời của một request trong cái thư viện Laravel của chúng ta. Thì chúng ta bắt đầu từ thằng root. Root này nó có thể xử lý luôn, sinh ra giao diện hay là sinh ra trả về dữ liệu. Hoặc chúng ta có thể đẩy nó về một cái controller. Tại controller đấy chúng ta có thể tiến hành tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua các thư viện hoặc là thông qua các cái model. Được chưa? Thì ngoài ra cái thằng root này còn có một cái thứ nó rất là powerful, nó rất là kinh dị, đó là group nhóm. Chúng ta có cái group đó là cái middleware trỏ đến auth phẩy prefix trỏ đến dashboard phẩy function trong này. Bây giờ chúng ta bê cái thằng này vứt lên trên, bỏ lại cái middleware. Và bây giờ mình sẽ giải thích. Group nghĩa là gì? Nhóm, đúng không? Mà ví dụ trong một nhóm thì sẽ có những cái điểm chung, đúng không? Trong một nhóm sẽ có một cái điểm chung nào đấy. Thì ở đây tất cả các group được nhóm vào trong cái group này thì nó sẽ là có chung cái middleware là auth, tức là phải đăng nhập vào thì mới vào được các URL này. Đây là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai đó là cái có cái prefix. Prefix nghĩa là tiền tố. Tiền tố là cái gì, đúng không? Thì tất cả các cái root ở trong này sẽ bắt đầu bằng cái việc là local này .8000 sược dashboard, sau đó mới sược đến cái gì thì là việc của chúng ta định nghĩa tiếp. Được chưa? Ví dụ như ở đây thằng dashboard này mình sẽ không để dashboard nữa, mình sẽ để ở dấu sược. Được chưa? Cái dấu sược này nó khác với dấu sược ở trên này nhá. Dấu sược ở trên là local host sược luôn, còn dấu sược này là dashboard xong thì mới sược. Được chưa? Chúng ta có thể test lại. Ví dụ tôi vẫn để nguyên dashboard, vẫn vào như bình thường. Được chưa? Đó. Thì trong một cái trang dashboard, tiếp theo là ở đây chúng ta không làm thế này nữa, mà chúng ta sẽ tiến hành là đưa nó về trong một cái controller. Ví dụ là mình sẽ tiến hành tạo ra một controller mới đi. Tạo về comment vào. Mình sẽ tiến hành tạo ra một controller mới. Xong chưa nhỉ? Các bạn có cái phần, làm cái phần này đi. Nếu mà bạn có cách khác bạn truyền kiểu gì? Truyền một biến bình thường. Ừ. Truyền thẳng biến lỗi sang, đúng không? Bạn viết như nào? Xin lỗi các bạn chút nha. Nếu ở đây bạn sẽ viết như nào? Thế mình mới đang hỏi bạn là tại sao bạn lại nghĩ thế? Nếu bạn truyền một biến thì cái số lượng các bạn biết hàm rồi đúng không? Hàm nó sẽ phải giới hạn số lượng biến. Hiểu không? Giới hạn cái số lượng tham số truyền vào trong một hàm. Đúng không? Thế vậy nếu mà trong một cái view mà tôi sử dụng đến khoảng 200 cái biến thì bạn tính sao? Ừ? Đây, return ra một cái view này là một cái function. Hàm là gì? Hàm nó có cái đặc thù, nó khác với biến là nó có cái cặp dấu ngoặc mà nó nhận tham số. Ừ thì ở đây cái view này bạn không nhìn nó có hai dấu ngoặc cả. Cái một cái dấu ngoặc nhỏ hoặc tròn à. Nó phải là hàm chứ. Đúng không? Thì cái tham số thứ hai của cái hàm này nó bắt buộc phải là array, bởi vì array có khả năng mở rộng là vô tận. Bạn thích truyền bao nhiêu tham số thì truyền. Hình dung ra chưa? Đấy là lý do vì sao người ta chọn cái array để truyền ra ngoài. Rồi, quay trở lại. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến xong nữa. Cái hàm view này biết ở đâu? Hàm view này hả? Để tôi xem. Để tôi hover vào đây xem. Đây này. Tôi cũng chả biết nó nằm đâu luôn. Chả để ý.
nhiều lắm. Cũng không để ý tìm hiểu về các cái ấy của nó làm gì, mình chỉ hiểu cơ chế của nó thôi. Bạn nếu mà bạn code tự tạo ra một cái framework của riêng mình á, chúng ta cũng hoàn toàn có thể làm view blade này được luôn. Có thể tự tạo ra được, sử dụng thư viện của thằng khác nhét vào trong project của mình. Cũng build như bình thường, cũng build ra các cái file autoload composer. Hay nào. Hay nào. Đây file web đây. À đây, xin lỗi. Đây. Middleware auth prefix dashboard. Thế giờ tạm thời dừng ở đây đã. Không nhớ. Được chưa nhỉ? Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành tạo ra controller. Tôi tạo ra một cái tab mới, tôi lại cd vào trong cái project của tôi. Cd là viết tắt của từ train directory, thay đổi cái đường dẫn. Windows cũng cd mà. Chúng ta sẽ có là php artisan make, để cho to chữ lên. Rồi. Make controller. Được chưa? Trong này chúng ta sẽ có admin sược dashboard controller. Các bạn làm theo đi. PHP artisan make 2.controller admin sược dashboard controller. Thì nó tạo cho chúng ta cái thư mục admin ở trong cái thư mục HTML, trong thư mục controller, và tạo ra thêm cái file là dashboard controller. Được chưa? Không nhỉ? Bây giờ chúng ta xem mở project ra. Mở project ra xem có thư mục admin trong controller chưa? Bạn xem này, có chưa? Mở tiếp cái thư mục admin ra, có dashboard controller chưa? Được chưa? Bạn check lại xem đã có cái dashboard controller này chưa? Có chưa? Nó chưa chạy. Là sao? Chưa chạy bao giờ đó. Các bạn nào chỉnh ra được chưa? Nào đi. Không chạy được từ ngày đó. Đấy không? Hay là không theo? Không theo mà... Biết rồi. Bạn đã ra chưa? Đã bắt rồi. Ok. Bạn nào có vấn đề thì ới luôn nhá.
Rồi. Tiếp theo này, chúng ta lại root get sược, thì ra là admin sược chờ bên này. Admin sược dashboard. Dashboard controller a cộng index. Đây mình sẽ cho nó cái name là dashboard. Đây là khi mà nhận được cái request này thì cái file sẽ được xử lý ở trong khu vực admin này, phải đã có controller hàm xử lý là hàm index. Cũng giống như lúc nãy thôi, được chưa? Name này ạ. Đây hả? Thì nó giống như cái hàm root lúc nãy. Đặt tên thì chúng ta phải dùng root được. Sau này cứ khi nào các bạn ra cái root là root tín. Đây ví dụ như thế này này. Như cái form của chúng ta bạn còn nhớ không? Đấy. Nó sinh ra cái localhost cái gì đấy sược login đấy. Được chưa? Xong chưa nhỉ? Rồi, ở trong này. Trong dashboard controller này, chúng ta chưa có cái gì cả. Đây nó dùng cho chúng ta cái request này, dùng cho chúng ta controller này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ tiến hành là public function index. Trong này chúng ta return ra một cái view là admin.dashboard. Được chưa? Return ra một cái view là admin dashboard. Thì trong này chúng ta lại trỏ vào cái thư mục view, tạo ra thư mục mới tên là admin. Trong cái thư mục này có một cái file từ từ nha admin dashboard.index đi. admin.dashboard.index. Thì chúng ta sẽ mở cái này ra, tạo thư mục mới tên là dashboard. Trong thư mục dashboard chúng ta tạo ra file mới tên là index.blade.php. Đây, nó là file này. Được chưa? Thế tôi mới bảo là chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra cấu trúc của project của mình. Bởi vì trong phần admin này của chúng ta nó sẽ quản lý rất là nhiều thứ. Sau này còn quản lý user này, quản lý category này, quản lý post này, đúng không? Thậm chí là quản lý về quyền hạn cho người dùng nữa. Cho nên là chúng ta phải phân nó thành các cái module nhỏ hơn và các cái module mới chứa view. Được chưa? Trong này thì chúng ta tắt hết mấy cái ngoài đi. Chúng ta mở cái file index ra. Chúng ta code HTML trong này thoải mái. Chúng ta cứ code tạm như này đã. Tí nữa tôi sẽ hướng dẫn chúng ta làm layout. Nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Và chúng ta thấy nó đỡ công sức hơn rất là nhiều. Được chưa? Chúng ta có HTML ra. Một file HTML mới tinh tỉnh. Đó.
kệ nó, cho nó nhớ. Nhưng giờ bảo tôi gõ lại cái template HTML chắc thì tôi đang ngồi tôi gõ được. Nhiều khi đi dạy cũng phải dùng Notepad đấy. Được chưa? Rồi. Trong này thì chúng ta, ví dụ như tôi hay dùng, đây là ví dụ như kiểu là T3H blog đi, ví dụ thế. Rồi tôi import những cái file CSS JavaScript vào, thì ví dụ như tôi thì tôi hay chơi đi dùng cái thằng Bootstrap. Getbootstrap.com vào getting started. Lấy cái link này về. Tôi cứ dùng CSS của nó đã được xong. Đây. Các bạn vào getbootstrap.com xuống. Đây này, vào phần getting started này. Sau đó nó có cái phần là bootstrap CDN thì chúng ta copy hai cái đầu vứt vào. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái thư viện là giao diện của bootstrap. Ở hai cái link đầu tiên, hai thẻ link đầu tiên. Được chưa? Import vào. Xong rồi trong phần body này thì chúng ta có thể là để tạm đây vài cái link đã. Vài cái link để tí nữa chúng ta sẽ dễ dàng quản trị hơn. Ví dụ như chúng ta để trong này là một cái link là chúng ta có một cái thẻ A. Thẻ A đây là cái title là user profile. Thôi thì cho hẳn cái div đi. Div class bằng container. Để này cái hơi dở. Ok nào. Có cái ul. Có cái ul li thì ul trong thẻ để những cái thẻ A cho nó tiện. Thẻ A unwrap các bạn để trống, cái title các bạn xóa nó đi. Sau đó cái này chúng ta để là user profile duplicate lên là category list case đi. Hoặc là trên password à, trên password tính sau. Đây là category management. Rồi thì post management. Nhưng cái khác các bạn để category cái user profile này. Rồi ok để trống đi. Để dấu thăng vào đây được. Hoặc thì các bạn để chữ JavaScript chấm phẩy chấm à, hai chấm chấm phẩy nó đỡ bị ảnh hưởng URL của chúng ta, và chúng ta thêm một cái cuối cùng là logout. Chưa?
mấy nữa chúng ta còn có cái chức năng là quản lý người dùng nữa, thêm hoặc là phân quyền cho người dùng, thì tí nữa chúng ta tính sau. Đấy là phải thằng admin thì mới được phân quyền người dùng. Ví dụ như kiểu là cái category management này, thì chúng ta A cộng if ở đây một cái. A cộng if là cái role của nó mà lớn hơn 100 thì mới được hiển thị ra. Còn nếu mà role nhỏ hơn hoặc bằng 100 thì cứ cho nó role nhỏ hơn 100 thì không được nhìn thấy. Nhỏ hơn hoặc bằng 100 thì không được nhìn thấy, thì mấy nữa chúng ta làm. Được chưa? Xong đi đây chưa? Chạy nhá. Giờ lại vào dashboard. Không có hello Mr. A cũng giỏi rồi. Root logout not defined. Mình chưa viết name cho thằng logout à? Đây, logout. Rồi, user profile, category management, post management, logout. Chúng ta nhìn nó hover cái logout góc dưới. Tác dụng của root. Được chưa? Rồi, ok. Thì chúng ta ví dụ như kiểu là để vào được, để kiểm soát được một, để ví dụ như thằng này thằng admin thì nó được nhìn thấy cái category management đúng không? Nhìn hết. Thằng admin thì nhìn hết. Nhưng mà ví dụ như thằng tôi sửa quyền cho một thằng. Ví dụ như là thằng mod này, tôi sửa quyền của nó trở thành thường dân. Tức là trở thành member bình thường thôi, chứ không phải là một thằng nào đấy rất kinh khủng nữa. Đây. Role member là 100. Copy. Chuyển này từ 800 xuống 100. Thấy chưa? Nó là thành thường dân. Bây giờ tôi không, nếu tôi muốn là khi mà nó là thường dân thì nó không nhìn thấy cái thằng này. Không thể nhìn thấy thằng này được. Thì chúng ta trước mắt logout ra đã. Chúng ta sẽ vào bằng thằng mod. Mod A cộng log 123456 login vào. Vẫn nhìn thấy đúng không? Vẫn nhìn thấy thằng category management. Bây giờ tôi có thể check như sau. Trong dashboard thì tôi sẽ lấy ra, ví dụ biến user nó sẽ bằng odd 2.2. User trỏ đến role chứ. Này là role ID, role gạch dưới ID. User role. Được chưa? Trỏ đến role ID. Tất nhiên để lấy ra được cái thằng odd kia thì tôi lại phải quay lại cái thằng login, tôi copy cái thằng odd này. Thì tôi mới dùng được cái thư viện odd. Sau đó tôi truyền cái biến user role kia ra thì tôi có thể là sử dụng cái cách như này, giống như lúc nãy tôi hướng dẫn cho các bạn. Đây là user role bằng cái biến này. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta sử dụng hàm compact, viết user role vào đây thì chúng ta đỡ phải dùng cái array kia, đỡ phải viết nhiều hơn. Sau này khi đây nó cũng là chuyển những cái biến mà tồn tại ở trong cái hàm này trùng tên thì nó đã tạo ra các cái biến dạng sang dạng array trùng tên như vậy. Và nếu mà sau này chúng ta có nhiều biến hơn chúng ta lại phải biến khác, lại phải viết thêm vào đây. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ copy cái user role này. Tôi vào cái index này, tôi sẽ tiến hành là if a cộng if cái user role mà lớn hơn 100 thì mới hiển thị cái này ra. Các bạn xem nhé. Ôi giời ơi, pass error đó. 11 user role. Lỗi gì nhỉ? Chờ một chút nha. Dashboard dòng 11. Dashboard controller dòng 11. Để xem nào. À đây, cái này. Sorry các bạn. 2.2.user. Thấy mất category management chưa? Nó không nhìn thấy.
và buổi trong buổi sau chúng ta sẽ viết thêm một cái middleware, có nghĩa là nó không nhìn thấy nhưng không phải là nó không gõ được URL lên, đúng không? Đây chỉ là cái không ngăn, không cho nó tương tác trên giao diện, nhưng nó gõ URL lên thì sao, đúng không? Như vậy chúng ta lại phải gõ, phải làm thêm một cái middleware giống như cái middleware auth kia để chặn cho nó không thể cho nó vào được, đúng không? Thì buổi sau chúng ta sẽ đến với cái phần đấy. Còn hiện giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái bài của mình, là tôi sẽ tiến hành là tương tác với cái sinh ra một cái giao diện để hiển thị ra danh sách của tất cả các cái category và có một cái chỗ để cho nó thêm category vào trong cái giao diện, vào trong cái cơ sở dữ liệu. Thì chúng ta sẽ làm luôn. Ví dụ tôi log out ra đã, tôi vào thằng admin, hoặc là tôi có thể ngu quá, ví dụ mod đi, account blog 123456 vào đi. Rồi bây giờ tôi sửa lại cái quyền của thằng này phát là được 800. Rồi thì bây giờ tôi bấm vào đây, nó sẽ chưa có hiện tượng gì xảy ra cả, bởi vì nó đang để trống mà. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành vào cái thằng web đâu ạ, đây dashboard index, đây là root 2.get category, để thế thôi, categories vậy, admin sort category controller a cộng index, đặt tên cho nó là, name cho nó là category.index chấm phẩy. Sau đó là chúng ta bê cái tên này vứt vào đây thôi, rất đơn giản. Lại am root bệt vào, bây giờ chúng ta xem thấy link chưa, góc dưới được chưa nhỉ? Đó, nhưng mà bây giờ khi mà nó vào như này nó có vấn đề gì? Chưa có controller, đúng không? Thì chưa có controller thì bây giờ chúng ta lại phải tạo controller, đúng không? Tạo controller ra thì lại php artisan make 2.controller admin sort category controller. Xong rồi, tạo ra. Thì ở trong này chúng ta sẽ có cái hàm là hàm public function index. Được chưa? Public function index. Thì cái function index này tôi mong muốn là tôi sẽ lấy ra toàn bộ danh sách của tất cả các cái danh mục. Tất cả các danh mục. Sau đó tôi sẽ tiến hành là thêm sửa xóa cho nó. Đúng không? Thì tôi làm nào? Thì các bạn xem ở đây này. Thứ nhất, chúng ta phải kiểm tra xem, khi mà làm chúng ta phải kiểm tra xem cái bảng category của chúng ta nó đã có dữ liệu chưa. Chưa hề có cái gì thì lấy gì ra danh sách, đúng không? Có lấy ra thì nó cũng sẽ lấy ra một cái array rỗng thôi, nó không có cái gì cả, đúng không? Thì như vậy thì chúng ta lại phải có cái DB seeder, category seeder, đúng không? Thì chúng ta sẽ là tiến hành là ví dụ như có một cái categories bằng một cái array. Trong cái array này của chúng ta sẽ có các thành phần như sau, gồm name và parent ID, đúng không? Thì đây là name, là tôi viết tiếng Việt nhé, đời sống name bằng đời sống, parent ID bằng null. Có được phép null không ta? Chả nhớ lắm. Tôi cứ cho không vào đi cho chắc cục. Không. Đây là xã hội. Đây là thể thao. Đây là tin về quốc tế. Đây là tin về sức khỏe.
công nghệ. Và tất cả các thằng này đều là cha hết, không phải là con của bố con thằng nào cả, kệ nó. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành thực hiện cái phòng for each. For each, cái biến categories của mình as value. Chúng ta có thằng db 2.2. Table categories chọn đến insert cái value ra. Sau đó chúng ta chỉ đơn giản thực hiện chạy cái db sheet của thằng này thôi, đúng không? Thì tôi sẽ copy cái tên vứt vào đây, duplicate một thằng lên vứt vào đây, comment hai thằng trên vào, bởi vì nó đã chạy một lần rồi, không muốn nó chạy lại nữa, cái comment nó vào, tiến hành thực hiện là php artisan db 2.sheet. Xong, kiểm tra dữ liệu đã có, thấy chưa nhỉ? Đấy là cách chúng ta sẽ lấy chuẩn bị dữ liệu mẫu. Cái vừa rồi là chúng ta chuẩn bị master data, được chưa? Các bạn có theo kịp không nhỉ? Cứ giảng nhá, tôi sẽ đẩy lại video cho các bạn, được chưa? Rồi. Menu con chúng ta có đầy thư viện để làm được. Chúng ta không phải làm luôn. Nếu mà làm thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái thuật toán đệ quy, được chưa? Còn chúng ta nếu mà sử dụng thư viện ngoài, chúng ta không phải cần biết đệ quy nữa. Nhưng mà tôi khuyên các bạn là các bạn nên học cái đệ quy, rất là tốt cho cái cách tư duy của chúng ta, được chưa? Rồi, làm xong tôi sẽ comment lại. Rồi bây giờ nhá, cái thằng category controller index rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cần một cái model để nó đại diện cho cái bảng category, đúng không? Thì vậy thì chúng ta là sẽ là lại thực hiện php artisan make hai chấm model thư mục model sượt categories. Xong thì bây giờ cái model tôi vừa mới tạo ra nó sẽ nằm trong thư mục này category. Chúng ta sẽ có cái phần là protected account table, nó sẽ bằng cái đại diện cho bảng categories, và cái public timestamp bằng false. Thế là sao? Thế là đại diện luôn hả? Timestamp ấy thì là trong Laravel ấy, nó sẽ có những cái created us, updated us để đánh dấu cái thời điểm mà cái bản ghi được insert vào, và cái thời điểm cuối cùng khi bản ghi được update thì nó sẽ tự đánh dấu cho chúng ta luôn, chúng ta không phải làm nữa. Thì chúng ta nếu mà trong cái bảng category của chúng ta không có cái hai cột đấy, chúng ta phải để cái timestamp bằng phone đi, không nó sẽ insert vào thì nó sẽ bị lỗi, được chưa? Rồi, ok, thì bây giờ ở trong cái category controller thì chúng ta sẽ use, để sử dụng cái model kia, chúng ta sẽ use cái app sượt model sượt category. Sau đó ở trong này chúng ta sẽ có một cái là kết bằng category 2.2.on, chúng ta dd nó ra để kiểm tra xem có lấy được dữ liệu không. Thì chúng ta sẽ chạy cái này ra 6 cái bản ghi đúng với 6 cái dữ liệu của chúng ta, được chưa? Thế là chúng ta đã lấy được từ cơ sở dữ liệu rồi. Thì cái việc này này, đây là cái khái niệm mà chúng ta đang sử dụng cái model ấy, thì các bạn có thể tìm hiểu ở trong cái tài liệu, nó là khái niệm là về eloquent. Nó sẽ giúp chúng ta làm rất nhiều thứ, ví dụ như từ migration. Thế các bạn make model, sau đó các bạn tạo ra file migration luôn được, được chưa? Hoặc là chúng ta có thể là lấy đây, cái tự nhiên, cái không phải tự nhiên thôi, protected table đâu, mà cái tên của cái category, tên của cái model thôi, nó sẽ đại diện cho một cái table nào, thì là nó đã comment, nó viết rất là rõ ràng ở đây rồi, đúng không? Primary key chúng ta có thể viết vào trong này luôn, timestamp, date time format, extend, các thứ các kiểu. Rồi thì chúng ta lấy dữ liệu đây các bạn này. Này,
Này có nghĩa là nó sẽ thực hiện câu lệnh là select sound from cái bảng fly where cái cột active mang giá trị bằng 1, order by name kiểu sắp xếp là DSC là sắp xếp ngược, lấy 10 bảng ghi đầu tiên, được chưa? Đây là nó giúp chúng ta phân trang, cả phân trang các thứ tự thực hiện câu lệnh select luôn. Nên là cái eloquent này nó rất là kinh khủng. Tôi đã từng thử viết một cái thư viện mô phỏng lại cái eloquent này rồi. Tôi từng viết rồi thì đây là cái số lượng code của tôi. Nhưng mà vẫn không đầy đủ. Tất nhiên nó không thể đầy đủ được bằng của nó được. À, đây. Sam file htdoc 1610. Cái buổi 17 nó có cái framework của chúng nó. Chờ tôi tí nhé. App này. Tôi đây là cũng mô phỏng lại, một xây dựng lại một cái framework gần giống như Laravel. Nhưng mà cái phần model của nó cũng không thể mê được. Đây là số lượng code. Chỉ để thực hiện câu lệnh select where. Mỗi câu lệnh select where về lấy dòng all. Hết. Mà đến gần 200 dòng lệnh. Đây tôi không thèm comment đấy. Chỉ comment rất là ít thôi. Thì nó làm cái eloquent kia nó rất là khá là kinh khủng. Rồi quay trở lại, sau khi đã lấy được dữ liệu, chúng ta sẽ tiến hành như sau. Return ra một cái view. Ra một cái view ở đây sẽ là admin.category.index. Truyền cái biến kết kia ra. Đó. Thì chúng ta lại vào view. Thấy nãy giờ nó quanh quẩn không? Quanh quẩn toàn là root, rồi controller, rồi lại view, rồi lại model. Cái thằng này. Đây, còn khi mà ông compact thực hiện cái hàm compact nó trả ra ông cái dữ liệu như thế này. Nó trả ra ông một cái dữ liệu như thế này. Được chưa? Đấy, compact đấy. Rồi tôi để nguyên thế, tôi lười viết lại đó. Rồi ok, chúng ta sẽ tạo ra thư mục mới. Category page vào đây. Sau đó new file là index.blade.php. Xong. Trong này thì chúng ta, các bạn thấy này, ở đây tôi đã sử dụng một cái khung ở trong cái này rồi. Thì tạm thời tôi sẽ dùng tiếp, nhưng mà đến buổi sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái layout. Thì chúng ta sẽ không phải import lại các cái file CSS, các thứ JavaScript nữa, cho nó đỡ khổ. Chứ mỗi lần tạo ra view như này mà chúng ta lại phải insert lại từ đầu như này, chắc chết. Đúng không? Sau này các cái thư viện chúng ta nhỡ có thay đổi một chỗ thì xong phải tìm tất cả các view để thay đổi. Thế thì vỡ mồm. Đúng không? Thì chúng ta sang buổi sau, cái Blade View, cái Blade Engine ấy, nó sẽ giúp chúng ta sinh ra cái layout, cái phần view của chúng ta nó nhét thẳng vào giữa, nhét đúng vào đây luôn. Còn tất cả các cái phần, các cái khác mà kế thừa một cái layout thì nó sẽ là bao gồm toàn bộ phần header và phần footer nằm ở dưới. Không, nó tên là layout, cái khái niệm của nó khái niệm layout. Còn trong một cái hệ thống website, ví dụ như tôi làm thì trong một hệ thống ít nhất phải có 3 layout. Một layout cho phần quản trị, một layout cho phần người dùng. Nhưng mà khi mà chúng ta viết, đặc biệt khi làm bài báo, báo chí thì chúng ta có những cái bài viết là liên quan đến bài viết về tin tức này, bài viết về ảnh, tin ảnh, nó có loại tin ảnh riêng đúng không? Thì cái layout của tin ảnh nó lại khác. Đấy, thì chúng ta ít nhất là phải có 3 loại layout, nó khác nhau. Thì tôi cứ tạm thời copy cái này đã nhá. Sau đó tôi paste vào đây. Trong này cũng vẫn container thôi, tôi vẫn giữ cái này thôi. Ở dưới này tôi sẽ có một cái div của class là row. Cái này là của Bootstrap. Trong này tôi sẽ có tiến hành có một cái table th thì bao gồm là, ví dụ tôi để là id đây là category name, ở dưới này là parent. Tôi để một cột trống nữa để tôi sẽ có cái button là thêm sửa xóa xóa và sửa. Thì ở trong phần body này thì tôi sẽ tiến hành mất dạy, tiến hành a còng for each
void cái biến case của tôi s cắt kết cái này em void ở dưới này. Thì ở trong này tôi đã sinh ra các cái dòng, các cái dòng của tôi nó sinh chính là các cái thẻ TR đúng không? Thì ở trên các bạn thấy tôi có 1 2 3 4 4 cái TH, thì ở dưới này tôi sẽ phải có 4 cái TD nằm ở trong đấy. Thì đầu tiên cái này nó sẽ chính là cái biến kết trỏ đến ID. Tiếp theo là kết trỏ đến name. Cái này nó sẽ là kết trỏ đến parent ID. Cái này tôi sẽ là một cái hai cái thẻ A hoặc là cái thẻ button đi. Bậy thật. Button. Chúng ta sẽ có class cho nó là btn trừ info. Rồi. Trong này chúng ta sẽ là edit danger and remove. Echo. Ông hỏi lần thứ hai đấy nhá. Đấy có thằng nào hỏi rồi. Đấy. Được chưa? Rồi xem. Ôi giời ơi. Undefined user role, mình đang viết user role ở đâu vậy? Đây. Thôi kệ nó đi. Đã vào đến đây chắc là nhìn được cái thằng này. Được chưa? Tất nhiên là chúng ta phải làm cho cái bảng của chúng ta đẹp lên tí. Được chưa? Thì đấy là cái cách chúng ta sẽ làm ra cái giao diện của phần này. Bên cạnh đấy chúng ta sẽ tiến hành là thêm một cái nút ở phía dưới hay ở phía trên gì đấy để chúng ta có thể tiến hành thêm sửa thêm dữ liệu. Ví dụ tôi viết ở đây đi, tôi viết ở chỗ này là chúng ta sẽ có một cái thẻ A. Thẻ A của tôi sẽ là link, tạm thời tôi để JavaScript 2.: để nó không link đi đâu cả. Nhưng mà ở đây tôi sẽ có một cái class btn trừ succeed. Đây là add new. Đây, add new. Thì chúng ta sẽ có phải có link để cho nó add new, hoặc là chúng ta phải có cách để cho nó add new mới, đúng không? Thì có hai cách chúng ta có thể lựa chọn để làm. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ chuyển sang một cái link khác. Tức là giống như sinh lại một cái giao diện, chúng ta chuyển sang một cái giao diện khác. Đúng rồi, cái cách thứ hai là chúng ta sử dụng cái này. Đây, chúng ta sử dụng cái thứ người ta gọi là model. Vứt ra một cái dialog ở phía trên như này. Và trong này nó sẽ chứa cái form của chúng ta. Thì các bạn thích cách nào thì tôi sẽ chiều các bạn cái đấy. Đằng nào thì chúng ta cũng, bởi vì ở đây chúng ta chưa dùng nhiều JavaScript, cho nên là khi mà sử dụng xong cái này, khi mà insert xong, chúng ta sẽ lại đóng cái này vào và redirect trang của chúng ta sang một cái đường dẫn khác. Cũng vậy mà thôi, thì tôi sẽ sử dụng cái này nhá. Được chưa? Để sử dụng cái này thì chúng ta có jQuery. Để có cái model thì chúng ta phải có jQuery. Thì tôi sẽ lấy luôn jQuery CDN cái gì đây. Bậy. What the fuck? Đây. Download. Thì tôi sẽ kiếm cái jQuery CDN nào đấy. Đây rồi. Max CDN đi chẳng hạn. Và code jQuery. Đây, Google CDN đi cho nó yên tâm. Đây, chúng ta nhúng cái đường dẫn này vào.
jQuery Mobile. Đây. Mở. Ô. Cho tôi đi nhé. Đây rồi. Script jQuery 3.2.1. Đây, copy vào. Thì ở cái view này, chúng ta sẽ có phần ở dưới này, chúng ta nhét cái script của jQuery vào ở dưới. Sau đó là ở cái bootstrap ấy, cái bootstrap của chúng ta quay lại cái getting started. Chúng ta copy nốt cái phần jQuery JS của nó vào trong này. Tất nhiên, cái việc import nó ấy, tức là nhét cái thư viện vào nó phải có thứ tự nhất định. Và bởi vì cái thằng bootstrap này, bootstrap JS nó phải có cái jQuery trước, sau đó chúng ta mới import vào thì nó không bị lỗi. Còn nếu chúng ta ném không cái bootstrap vào sẽ bị lỗi ngay. Được chưa? Thì chúng ta sẽ đưa nó vào đây. Đưa vào ngay phía dưới của thằng jQuery. Rồi ok. Đúng. Đúng. Phải có jQuery xong rồi mới có bootstrap. Để kiểm tra lại chúng ta check ở dưới này. Nếu nó bây giờ nhá, tôi thử comment cái thằng jQuery vào nhá, các bạn sẽ thấy ngay. Thấy không? Bootstrap JavaScript require jQuery. Tức là phải có jQuery thì bootstrap nó mới chạy được, bootstrap JS nó mới chạy được. Còn không có thì là nó sẽ báo lỗi ngay. Được chưa? Hết lỗi. Thì bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái model. Tạo ra một cái model đã. Sau đấy rồi thì chúng ta sẽ làm cho bắt cái sự kiện là khi mà bấm vào cái nút bấm vào cái nút này thì sẽ sinh ra một cái model như vậy. Thì thực ra là cái này nó rất là dễ thôi. Chúng ta biết dùng rồi thì nó rất là dễ thôi. Model này, tôi sẽ đi copy cái model. Đây là giờ model này. Lấy cái này nhá. BGLG đây. Tôi sẽ nhét nó xuống dưới cùng. Đó. Class model fade. Bỏ cái này đi. Label, my label gì đấy quăng nó đi. Chúng ta sẽ có cái ID là bằng get model. Rồi ok. Trong này chúng ta sẽ viết script ở đây. Document. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt cái sự kiện click của cái thằng này. Chúng ta sẽ có cái ID cho nó bằng add new model. Add new đi. Đã viết ở trong này. Đó là thằng add new.on click. Chúng ta sẽ phẩy ở đây function. Function thì chúng ta sẽ có cái get model này. Get model chấm model show. Thử nhá. Hy vọng là ra. Đó, ra model rồi đúng không? Chúng ta chỉ đơn giản còn thiếu mấy cái của cái model là cái phần title như nãy tôi xóa bố đi rồi sao? Tôi xem lại xem nào. Model này. Xem lại cái phần đây model header. Đây model header. Model content này. Model header. Đóng cái div này vào. Header thì chúng ta sẽ có đây là category model. Sau đó chúng ta sẽ có một phần là model body. Tôi code thì tôi hay phải ngồi cái format code từng cái một nha. Tất nhiên là cũng có công cụ nhưng mà đây nó cũng là một cái thú vui.
Rồi, chúng ta xem cái model của chúng ta bây giờ nó thành như thế nào. Được chưa? Category model. Thì trong này rất đơn giản thôi, chúng ta lại xây dựng một cái form. Cực kỳ đơn giản, xây dựng một cái form. Form này của chúng ta lại dùng một cái root nào đấy. Và ở đây method lại là method dạng post. Post sau đấy là chúng ta sẽ tiến hành là gửi nó đi. Gửi nó đi thôi. Thì ở đây các bạn xem nhé. Trong cái form này của chúng ta lại bắt đầu là CSRF RS gạch dưới view. Đó. Sau đấy là chúng ta có cái input text. Cái này là kết. Cái này là name đi. Value không có sẵn. Ok. Placeholder để nguyên. Placeholder là category name OBR. Này thì nhìn nó xấu quá. Mà thôi, chấp nhận tí vậy. Để tôi sẽ về, tôi sẽ chủ động tôi style lại cho các bạn để nó đẹp hơn trong buổi sau. Bây giờ chúng ta cũng sắp hết giờ rồi. Thì chúng ta sẽ có thêm một cái select đi. Một cái select name là parent ID. Không có multiple, multiple gì hết. Trong này chúng ta sẽ hiển thị ra danh sách của các cái kết đã có đúng không? Chúng ta lại copy cái phần này thôi. Về trong đây. Ở trong này chúng ta sẽ là thay cho các cái thẻ TD, chúng ta sẽ là các cái thẻ option. Option có value là kết ID. Ở ngoài này chúng ta sẽ hiển thị ra là kết name. Ở dưới cùng chúng ta sẽ có một cái thẻ button type bằng submit, có class. Class bằng btn cách btn trừ succeed. Đây là submit. Được chưa nhỉ? Xem. Get name này. Nó hơi xấu thì về tôi sẽ style lại chút. Được chưa? Bây giờ chúng ta quan trọng là đẩy được dữ liệu này lên và xếp nó xuống đã. Đúng không? Thì chúng ta sẽ tiến hành như sau. Chúng ta sẽ có cái file web.php trong này. Đây. Chúng ta sẽ lại tạo ra một cái root 2.2.post. Chúng ta định nghĩa ra một cái URL cho nó là @get.function. Tôi viết luôn trong function nhá. À thôi. Viết luôn ở trong category controller đi. Đây là @new. Name nó sẽ bằng add. Ví dụ thế, tôi sẽ tạo cái hàm add new này ra. Add new, ở đây tôi nhận request. Biến là request. Thì các bạn xem nhá. Bây giờ tôi sẽ có một cái biến là model bằng new category. Mở ngoặc. Tôi sẽ tiến hành là model trở đến name nó sẽ bằng cái request trở đến input. Input có cái name. Đây là parent ID. Request trở đến parent ID. Sau đó tôi tiến hành là model trở đến save. Cuối cùng là nó không return view nữa. Không return view nữa các bạn ạ. Nó sẽ tiến hành là return redirect. Redirect sang cái root. Root của chúng ta nó sẽ là cái root là category index này. Phải.
Còn lại thì chúng ta copy lại cái kết S này, đưa vào trong cái index blade của category, chính là cái này. Rồi chúng ta xem nhá. Rồi, đây là Thiện TH, là con của thằng quốc tế. Úi giời ơi. À cái này lại updated us. Created us. Mình nhớ là mình phone rồi mà nhỉ. Không phải. Tức là nó đã lưu rồi đấy. Timestamp. Có thể mình viết sai chính tả cái chữ từ này. Sai cái FP. Đấy đúng là sai thật đấy này. Thổi đi con. Cho nó lạnh. Đấy. Giờ chúng ta gửi lại request đấy. Được chưa? Rất là dễ. Đúng không? Thì mình sẽ buổi sau chúng ta sẽ làm hoàn thiện hơn, rồi thì là phân trang này. À không, buổi sau là buổi thứ 3 rồi đúng không? Ok, vẫn kịp. Buổi thứ 3 chúng ta sẽ làm phân trang cho nó này. Rồi thì làm style cho nó đẹp hơn và làm phần layout cũng như là làm cái middleware. Còn về các bạn cố gắng xem lại cái video cho mình nhá. Về các bạn xem lại cái video và cố gắng làm lại theo nó, mình chỉ cần các bạn làm lại thôi. Chứ chưa cần các bạn phải nâng cao hơn nó làm gì cả, chúng ta cứ từ từ đi chậm thôi. Bây giờ chúng ta đang có thời gian thì chúng ta cứ đi chậm thôi đã. Sau này thì chúng ta sẽ còn rất là nhiều cái ở đây, mình đã bỏ qua rất là nhiều thứ. Ở trong Laravel ấy, nó còn rất là nhiều thứ nó hay lắm. Ví dụ như kiểu là về middleware là chưa động đến này. Rồi thì validate này. Validate của nó kinh khủng lắm. Validate của nó ví dụ như kiểu cái form login của mình á, mình sẽ tiến hành là login đẩy lên. Nhưng mà khi đẩy lại ấy, có nghĩa khi mà mình viết cái dữ liệu mà không đúng với yêu cầu á, nó đẩy lại nó giữ nguyên cái form cho các bạn luôn. Rồi thì là ví dụ mình đấy, các bạn nhìn thấy cái thằng parent ID là bằng 4 đó. Mình có thể hoàn toàn thay bằng một cái tên ở trên này là bằng cái thằng quốc tế này luôn. Sử dụng một hàm rất là cực kỳ là ngắn gọn. Nó giúp chúng ta làm ra hết tất cả mọi thứ. Đấy, delete này cũng rất là dễ luôn. Rồi thì nhiều cái thứ khác, ví dụ như kiểu là sâu hơn về cái layout này, rồi thì composer view. Nhiều, nói chung là mình kể mãi không hết được. Và thậm chí nâng cao hơn của Laravel là chúng ta đến với cái phần là Vue.js. Đây này, cái này này. Vue.js. Đó. Cái này mới là... What the fuck? .org. Đấy, Vue.js này này. Nó là JavaScript framework và nó đang tương tác cực kỳ tốt với thằng Laravel. Tất nhiên phải sử dụng thêm cái thằng Webpack một chút của Node.js, nhưng mà chúng ta khi mà nắm được nó thì chúng ta không bao giờ sợ thất nghiệp cả. Bởi vì cái này nó người ta đang tuyển rất là nhiều. Đấy là cái hả? Vue.js, React.js, Angular.js là người ta đang có xu hướng tuyển rất là nhiều. Các bạn cứ nắm được đi, rồi các bạn sẽ có tương lai tốt hơn so với mấy cái bạn chỉ học ra trường ra làm. Ừ. Chúng ta chỉ có 4 buổi thôi. Theo lịch của mình á, để dạy hết được một lớp mà về Laravel á, thì là ví dụ như lớp mình đang dạy nhá, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 18 buổi. 3 tiếng một buổi cho chúng ta. Và các bạn ấy học kỹ hơn rất là nhiều, chứ không kiểu là phải chạy đua như thế này. Chúng ta ở đây là đã bỏ qua rất là nhiều thứ. Thì nhân đây thì mình cũng giới thiệu luôn cái khóa học ngắn hạn của Laravel á. Thì khóa học ngắn hạn của Laravel, khóa học ngắn hạn của T3H. Thì là cái khóa ở đây thực ra là mình cũng không chắc chắn là mình có dạy được hay không, bởi vì mình bây giờ mình đang có hai lớp, mình cũng có lớp buổi sáng nữa. Nhưng mà cái chương trình của cả cái khóa học này là do mình bản thân mình tự thiết kế ra và đã được chứng minh qua một lớp 6 tháng mình đã dạy, bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái là đến tháng 3 vừa rồi là còn các bạn còn lại là còn 8 bạn thì 7 bạn đã đi làm. Và có một anh sinh năm 86. Anh ấy bây giờ đang đi thực tập và chuẩn bị được nhận ở bên GoQ. GoQ là công ty này. Đấy, GoQ Việt Nam này. Không biết nó có cho mình search không? Mất dạy.
đây, GoQ Việt Nam. Đây là công ty này là làm ở Trần Thái Tông và làm hiện tại cũng đang làm React JS. Nó cũng rất là gần với Vue.js. Đây là các cái đối tác của nó. Nó làm chủ yếu trên các công ty này là công ty của Malaysia nhé. Công ty này của Malaysia. Và nó cũng đội ngũ ở đây cũng rất là mới và họ cũng rất là khác người. Dụ dỗ con bé HR bên đấy. Dụ dỗ mình mãi ngày hôm qua. Bảo là tao bao giờ tao nghỉ việc ở CETA tao sang bên này. Nhưng mà nghỉ việc ở CETA tao thất nghiệp luôn. Rồi ok, mình sẽ up cái video lên cho chúng ta.